strong tea. Xin chào các chị mình. Xin chào mọi người. Em xin chào tất cả các chị mình nha. Dạ, trong livestream ngày hôm nay thì em đợi các chị mình vào đông đông xíu đi. Rồi em sẽ phổ thể lệ trong livestream ngày hôm nay cho các chị mình nha. À, bây giờ trong live này các chị mình muốn em tặng gì đây? Tặng yếm hay là tặng áo đây? Các chị ơi, em chào chị Phương Linh, chào tất cả mọi người. Dạ, em chào chị Heo Mập nha, chị Cẩm Hương nè. Trời ơi, bên ngoài mưa lớn lắm các chị mình ơi. Đó, hôm nay giọng em cũng hơi khàn khàn xíu, không có chị thông cảm nha. Em chào chị Mai Nguyễn luôn nè, chào tất cả các chị mình luôn. Chị nào mình đang vào xem livestream hôm nay các chị mình nhớ đừng quên là chia sẻ dùm cho em trước nha. Chia sẻ dùm cho Ngọc nha tất cả các chị ơi. Hello chị nhỏ ơi Trần ơi. À, hello chị nhỏ ơi Trần. Dạ rồi, trong live ngày hôm nay em tặng cái yếm cho mọi người, bởi vì yếm có hai màu để cho mọi người có sự lựa chọn nha các chị mình nha. Rồi, chị nào mình đang vào xem livestream chia sẻ dùm cho Ngọc đi các chị ơi. Bây giờ chị nào mình đang xem live chưa có chia sẻ chế độ công khai dùm cho Ngọc nha. Nhanh tay nha các chị mình ơi. Rồi, ok, bây giờ chị nào mình chưa có mẫu này, yếm một cái yếm đuôi cá xinh quá mọi người, nó thiệt với các chị mình luôn. Cái này mặc lên cho em một cái thôi là nhức nách. Bơm này dễ thương lắm, em có hai màu nè cho mọi người xem nha. Em có màu nâu, ga màu nâu huyền thoại của bên em và ga màu đen. Đó, sắc cái chị ơi, nhức cái nách luôn. Rồi bây giờ chị nào mình chưa có nhanh tay nha. Cái này mình phải comment giùm cho Ngọc là gì ta, yếm gì đây các chị ơi. Mỗi này là yếm nha. Cái này thì mặc hình đầm nó sẽ không được tại vì nó sẽ hở ngực nhiều lắm nha. Nên là mình mặc hình yếm cho Ngọc nha các chị ơi. Dạ, mặc chung với cái áo mà kiểu cũng được, hay là áo em đang mặc trên người cũng được, tùy mọi người lựa chọn. Nhưng mà tí hồi em có bán lẻ cho mọi người á, nên các chị mình yên tâm cho em nha. À, chia sẻ yếm cho Ngọc đi các chị ơi. Hôm nay ha các chị, hôm nay yếm cho Ngọc là yếm đẹp 9K cộng size cộng số điện thoại cộng số lần chia sẻ yếm cho Ngọc nha tất cả các chị mình nha. Rồi, đuôi cá này mặc lên rất là sang và xinh luôn nha. Chị nào chưa có comment cho Ngọc nha các chị yêu của nhà em ơi. Đây ví dụ như các chị mình thích những cái đôi cao gót nhỏ nhỏ thế này ha, hoặc là thấp thấp như thế này nè các chị ha, thì mọi người hay là mang cho em như thế này. Mình đặt đi chơi dạo phố nhẹ nhàng nè các chị ha. Còn chị nào cũng như em thích những cái đôi mà cao cao hơn xíu á, em thử cho mọi người xem luôn coi nó có hợp hay không các chị mình nha. Mình mang những đôi cao cao xíu cho các chị mình xem nè. Đó, nếu mà các chị mình thích, tại đôi khi có những chị có chiều cao khiêm tốn á, các chị thích mang cao xíu có thể là mang như thế này ha. Cái đôi em đang mang là tầm khoảng 8-9 phân á các chị mình ơi. Cho nên là nếu gì nào mình thích yếm này em tặng cho các chị mình. Lúc đầu mình tặng áo rồi, mà tặng áo lên thì các chị mình có một màu à ha, thì nó không có vui. Em tặng yếm đi mọi người cho là lạ xíu ha. Còn tặng cả set thì bên em sẽ không có hỗ trợ được. Em tặng yếm em sợ em là hỗ trợ cho mọi người được chọn màu, được chọn size nha. Yếm cũng có đủ 4 size cho mọi người luôn, là SM, XL và XL, tức là tương đương từ 40 cân đến 60 cân đổ lại em nhận đơn. Và mẫu này của nhà em là phơm đuôi cá nè, rất là xinh và xịn ha. Và mẫu này là các chị mình nhớ cho em nha, cho mọi người nhìn kỹ luôn. Em tặng là lúc nào em cũng tặng hàng mới, hàng new, mọi người thấy không? Em chưa kịp bán cái mẫu đầm này luôn. À xin lỗi, chưa kịp bán cái mẫu yếm này luôn á. Nhưng mà em lên em tặng trước cho các chị mình rồi. Tức là em trân trọng như là em rất là yêu quý các chị mình, nên là đừng quên hãy comment giùm cho Ngọc nha. Hôm nay chị nào, à đợt trước chị nào mình đã được gọi tên rồi thì hôm nay các chị yêu của nhà em mình sẽ không được gọi tên nữa ha, cách 2 tuần ha các chị ha. Rồi hôm nay chị nào mình đang vào xem live, ai may mắn lắm luôn mới được cái yếm này nè các chị, 10 chị nha, 10 chị nha các chị ơi. Rồi chị nào mình đang xem live tranh thủ nha, 10 chị may mắn trong live stream ngày hôm nay. Em cầm màu nâu cho mọi người xem và tí hồi thích em thử nâu cho mọi người xem, cưng lắm mọi người ơi. Mẫu này nhìn Ngọc mặt nè các chị ha, đặc biệt chế nào có nay bụng to nè ha. Rồi đặc biệt chị nào có phần hông không được đầy đặn nhìn cho em nè các chị. Trời ơi, đường cong miếng rũ chưa, đường cong miếng rũ chưa, và nhìn nhờ cái phần đuôi cá các chị, nhìn dáng người mình nó cao hơn hẳn một khúc luôn các chị thấy không. Đó, nhìn dáng người mình nó cao hơn hẳn một khúc luôn, cho nên là chị nào mình đang vào xem livestream của bên em đừng có ngần ngại nha. Yếm đẹp 9K dùm cho em và kèm cái số lần chia sẻ đi, em sẽ hỗ trợ nhờ bạn Yến kiểm tra xem chị nào chia sẻ nhiều nhất, cũng như là cái hệ thống quay random nó sẽ đọc dùm cho các chị mình, là nó sẽ hiện ra tên Facebook và số đuôi số điện thoại để tránh tình trạng bị trùng lập, bởi vì khách nhà em nhiều lắm, khách nhà em cực kỳ nhiều các chị ha. Và quan trọng nữa là trùng tên không thể nào mình nói ra trước các chị ha, trùng tên hơi bị nhiều luôn á, nên là số điện thoại là cái để phân biệt rõ ràng nhất và nhanh chóng nhất các chị nha. Rồi chị đầu tiên đi Yến ơi, trời nó đẹp quá các chị ơi, chia sẻ nha, không chia sẻ sẽ không được nằm trong danh sách quay random của bên em đâu, em rất thật lòng đấy, nên các chị mình chia sẻ em cho em nha. Ok, chị đầu tiên được tặng yếm 9K là chị Lo Phạm, có số điện thoại đưa là 916 ạ. Rồi chúc mừng chị Lo Phạm nha, chúc mừng chị
yêu của nhà em nha. Rồi chị nào mình đấy xem livestream của chị mà nhanh tay nha các chị nha. Yếm đẹp 9k cộng size cộng số điện thoại, bởi vì có size em mới hỗ trợ. Nếu mà các chị mình là khách cũ em sệt điện thoại lại, có địa chỉ rồi bên em đi hàng luôn cho mọi người đi hàng tặng á. Còn nếu mà chị nào mình chưa có địa chỉ thì em sẽ không có đi hàng tặng cho các chị, mà mình sẽ gọi điện xin địa chỉ các chị ha. Quá là tuyệt vời đúng không? Và nếu như mà trong ngày hôm nay các chị mình có đơn, em hỗ trợ các chị mình đi chung để các chị mình đỡ tốn tiền ship nha. Hàng tặng là em sẽ không hỗ trợ ship nha các chị mình nha. Tặng là chỉ tặng về mặt sản phẩm thôi, còn về tiền vận chuyển là các chị mình tự chuẩn bị giùm Trang Ngọc nghe. Cái đó là cái chuyện rất là đương nhiên rồi các chị mình ơi. Rồi còn 9 chị nữa, còn 9 chị trong livestream ngày hôm nay, ai sẽ là người chia sẻ cho em mạnh tay đây? Em nói thiệt, một cái yếm đẹp như thế này mà không chia sẻ đúng không các chị ơi? Nhanh tay lên cho các chị chia sẻ livestream cho Ngọc nha. Rồi chị thứ hai. Dạ, chị thứ hai là chị Anh Trúc, có câu hỏi luôn là 238 ạ. Rồi chúc mừng chị Anh Trúc nha, chúc mừng chị Anh Trúc nha, chị yêu của nhà em nha. Yếm đẹp 9k cộng size cộng số hại cộng số lần chia sẻ cho Ngọc nha các chị. Chiều dài váy sẽ là qua gối, hao phơm đuôi cá rất là đẹp, nhìn ngang cho mọi người xem thử nè. Đó, cái phần eo nè các chị đẩy ra mông rất là xinh ha. Và mẫu này các chị mình yên tâm cho em luôn. Nếu như mà mẹ bỉm sữa nào mới sinh em bé xong, nay bụng còn khá là nhiều mà cân nặng mình khá là nhỏ, nên mặc yếm cho em nha các chị ha. Tại cái yếm này là dạng đuôi cá, ôm trên lại dưới giùm cho Ngọc luôn, nên là chị nào mình mặc lên rất là xinh. Đặc biệt có cả túi luôn ha, đặc biệt có cả túi luôn các chị mình ơi. Nên là bây giờ chị nào mình đang còn xem livestream mà không có muốn cái mẫu này là hơi bị tiếc nha. Còn chị nào à Ngọc ơi, mẫu này bao nhiêu vậy em? Cảm ơn rất nhé. Rồi cảm ơn chị lo tạm luôn nha. Rồi bây giờ chị thứ ba đi em ơi, chị thứ ba cho chị luôn đi. Trời ơi đẹp quá. Chị thứ ba là chị Đỗ Huyền My, có câu hỏi đưa là 263 ạ. Rồi chúc mừng, chúc mừng chị Đỗ Huyền My nha, chị yêu của nhà em nha, đau tai quá. Yếm đẹp 9k cộng size cộng số điện thoại, nhưng mà em rất là vui. Cho nên là những chị nào em đọc tên, em rất là mong các chị mình cho em một cái phản hồi để khách em biết là khách thật chứ không phải là khách ảo. Và các chị mình có thể bấm vào xem cái nhân của những chị khách đó luôn, là khách thật, là nick thật các chị mình nha. Rồi ok các chị mình, ba chị rồi, còn 7 chị nữa ha. 7 chị nữa cho yếm đẹp 9k của bên em nè các chị ơi. Mẫu này Ngọc đang mặc trên người là size S các chị ha, tròn và nhỏ chữ chưa, rất là đẹp và vừa vặn với các chị mình luôn. Ra cho nên là bây giờ chị nào mà chưa có mã này, hôm mình dùng cho em nha các chị. Mặc lên không bị lùn, ngược lại nó còn hấp dáng mọi người. Nhìn cái phần thân trên mình sẽ cao hơn với cái đôi chân của mình. Nên nếu như chị nào có phần lưng dài hơn chân thì nên chuyển liền cho em con yếm này nha các chị ha. Ngọc ơi yếm này có bán rồi không? Dạ có chị. Ngọc ơi mẫu này là có mấy màu? Hai màu người đẹp ơi, có đen và nâu cho các chị mình nha. Nên là chị nào mình chưa có mã này, các chị mình nhanh tay cho Ngọc. Yếm đẹp 9k cộng size cộng số điện thoại cộng số lần chia sẻ cho Ngọc nha các chị mình ơi. Dạ. Rồi còn chị nào mình chưa muốn chơi mini game, đợi em xíu ha, em công bố thêm 7 chị nữa là sẽ hết luôn. Rồi, công bố hai lần luôn nha. À, hai chị em ơi. Hai chị nha. Tiếp theo là chị Ngọc Hy, có số hội đuôi là 919 ạ. Rồi. Chúc mừng chị Ngọc Hy. Chị tiếp theo là chị Châu Minh, có số hội đuôi là 761 ạ. Rồi, chúc mừng chị Châu Minh. Rồi ok các chị mình nha. Chị nào chưa có phần bên dùm cho Ngọc nha các chị ơi. Dạ, yếm đẹp 9k cộng size cộng số hội cộng số lần chia sẻ, tức là bây giờ em còn 5 chị nữa thôi. 5 chị nữa thôi các chị. 5 chị nữa thôi nha các chị mình, các chị của nhà em nha. Nên là chị nào mình chưa có comment giùm cho Ngọc để Ngọc chốt đơn nha. Yếm đẹp 9k cộng size cộng số điện thoại, xem nhẹ mọi người xem khó quá kém phía sau ha. Phơm áo này là một phơm áo hoàn chỉnh, như là một chiếc áo lẻ em bán cho các chị mình. Nên đừng sợ ngắn, đừng sợ quá cục nha các chị mình ha. Em này chiều dài sẽ tới đây nè mọi người, như là những cái phơm áo em bán lẻ cho mọi người thôi chứ không có sợ nó ngắn nha. Và mẫu sản phẩm này thì cái phơm này là các chị nó có lót bên trong các chị mình đầy đủ luôn nha các chị nha. Nên chị nào chưa có comment nha. Em dự là hôm nay cái yếm này sẽ không còn hàng đâu, bởi vì mẫu này rất là hot. Đặc biệt nữa là rất là ít nha các chị nha, rất là ít luôn. Hôm nay là ngày cuối cùng của Black Friday các chị ơi, 30 rồi ha các chị ha. Rồi cho nên là bây giờ chị nào mình đang xem live tranh thủ nha. Trời ơi mệt tim quá các chị ơi. Rồi hai chị nữa đi em ơi, nhanh ha, công bố hai chị luôn ha. Em xin giá cả xét chị mặc. Ok em đợi chị xíu Minh nha, đợi chị xíu Minh ơi, chỉ còn 5 chị nữa thôi, đợi chị xíu nha. Cảm ơn em là chị Kim Ngân, có số thoại luôn là 001. Rồi chúc mừng chị Kim Ngân nha. Chị tiếp theo là chị Bùi Hằng, được đặt tặng cái nâu L, có số hội luôn là 070 ạ. Rồi chúc mừng chị. Chị gì ta? Chị Bùi Hằng. Rồi chị Bùi Hằng nha, còn ba chị nữa, còn ba chị nữa. Các chị của em ơi, chúng ta cùng lên để chúng ta đợi quà, chúng ta cùng lên để chúng ta chọn màu cái mã yếm đẹp 9k. Oh yeah. Rồi chị nào chưa có mã này các chị cùng Minh dùm cho Ngọc nha. Dạ yếm liền hả em? Dạ không chị, yếm rồi, yếm rồi các chị mình nha. Yếm rồi dùm cho Ngọc luôn. Mẫu này của nhà em, chị nào chưa có hùng minh dùm cho Ngọc nha các chị yêu của nhà em. Gì? Rồi mẫu này của nhà em, chị nào chưa có hùng minh dùm cho Ngọc nha. À cái
cái mẫu này là một cái áo rời và một cái áo chỉnh chu hoàn toàn chứ không phải là cái áo ngắn nha. Bởi vì có những chị nói là yếm á các chị. Có những chị nói á là yếm á các chị là áo bên trong sẽ ngắn thì nó được cái phần trên thôi. Không có nha mọi người nha. Em này là em may một cái bộ áo hoàn thành chỉnh cho các chị mình luôn ha. Rồi còn ba chị nữa. Ba chị cuối cùng đọc liền mẫu nè em ơi. Ba chị nữa. Rồi các chị mua hàng các chị mình hỏi quá trời luôn ạ. Dạ chị tiếp theo chị Thu Trang có số điện thoại đuôi là 587 ạ. Rồi chúc mừng chị Thu Trang nha. Ok, chúc mừng chị Trang. Rồi ok đang quay em. Dạ, mẫu này thì giá rẻ lắm mọi người. Dạ, mẫu này giá cực kỳ rẻ luôn. Chị nào chưa có comment cho Ngọc nha. Chất gì chị quê người ta. Cái này giống như cái chất vải chéo ý, nhưng mà để em coi kỹ lại. Nhìn sọt cái chất vải thì cảm nhận như vậy các chị. Nhiều lắm mọi người, một ngày em lên nhiều mẫu nó không nhớ nổi. Rồi, cái mẫu này của nhà em là đúng rồi, chất vải chéo ý nha các chị mình nha. Còn cái áo dùm cho Ngọc ha, chất vải dùm cho em. À, chất vải KT Thái nha các chị. Chị nào chưa có mã là các chị comment dùm cho Ngọc. Áo chất vải KT Thái mà em thích nhất là cái phông tay em lên cho mọi người nè. Nó không phải tay co bình thường mà nó là tay co ôm nhẹ nhàng và phồng phần trên. Đỉnh. Đỉnh các chị nha. Rồi, hai chị cuối cùng. Hai chị cuối cùng nữa thôi. Chưa hả? Ok, chưa xây xong đúng không? Dạ nhiều quá, các chị mình lên comment nhiều quá, các bạn chưa xây xong rồi. Rồi, à cái hệ thống nó chưa quay xong, em quên nữa. Xin lỗi các chị, yếm đẹp 9K, các chị hơi thở ngược nè. Yếm đẹp 9K, cộng size, cộng số điện thoại cho Ngọc nha. Dạ, yếm nhưng cho em chất liệu là vải chéo ý, còn áo cho em là chất vải KT Thái các chị mình nha. Áo này có một màu, các chị ơi, họa tiết cho em như thế này nha, caro nhuyễn. Và cái phông cổ là nó vừa tới cái phần xương quai xanh mình, nó không bị cao hơn, không làm cho mình khó thở hay là ngợp nha các chị nha. Vừa tầm cho Ngọc luôn. Cái này khi mà các chị mặc vào á, nhớ nè, mình chồng cái yếm vô thì mình nhớ lòn cái tay phía dưới, mình kéo cái áo xuống cho nó thẳng thớm phía trên nha, cho đừng có bị đùng nha các chị. Đó là cái bí quyết đó các chị ha. Rồi, chị nào chưa có mã này comment xinh quá các chị ơi. Phơm này mà ai có không có eo mặc lên cũng rất là đỉnh nha các chị mình nha. Rồi các chị mình chia sẻ em cho Ngọc với yếm đẹp 9K cộng size cộng số điện thoại 9.000 cho cái yếm nha các chị. Còn áo em không có tặng đâu ha. Em tặng yếm thôi, tặng yếm nó đã hơn tại vì được chọn màu, được chọn size rồi. Từ yếm thì cái này là eo dưới 76 cho em là vừa, cân nặng từ 40 đến 60 cho em là vừa các chị mình ha. Rồi chị tiếp theo được tặng yếm 9K là chị Ngọc Ngọc, có số điện thoại đuôi là 283. Rồi ok, chúc mừng chị Ngọc Ngọc luôn. Và chị cuối cùng các chị ơi, chị cuối cùng mà. Chị cuối cùng. Dạ, chị cuối cùng trong livestream ngày hôm nay của bên em là ai màu nâu và màu đen nha. Màu nâu và màu đen nhớ kèm màu kèm size để Ngọc dạ sẽ nhờ nhân viên hỗ trợ cho các chị mình là chọn đúng màu đúng size nha các chị mình nha. Chia sẻ livestream nha. Vỗ tay cái làm nhỏ hết luôn. Yếm đẹp 9K cộng size cộng số điện thoại nha. Các chị đợi xem kéo cáo cho nó thẳng thớm xíu nha mọi người. Rồi còn một chị cuối cùng, Yến ơi. Chị cuối cùng nè. Hệ thống này quay đẹp quá mọi người, xinh quá. Cái phần ngực tới đây rồi. Chị cuối cùng đã có tên à. Đó chính là chị Võ Thị Thanh Thảo, có số điện thoại đuôi là 318 à. Rồi, chúc mừng chị Võ Thị Thanh Thảo nha. Là chị cuối cùng nằm trong top 10 chị may mắn được nhận yếm đẹp 9K. Em ngưng nhận yếm đẹp 9K tại đây. Bây giờ em bắt đầu lên mã sản phẩm đang mặc trên người. Bắt đầu lên liền cho các chị mình luôn. Không chần chờ, không phân vân, không đắn đo, đặc biệt không do dự nữa. Bởi vì yếm này số lượng chị có các chị mình. Nghe rõ cho em nha, 925 chiếc thôi cho hai màu đen và nâu. Còn áo này về được 505 chiếc hai các chị, 4 size nha. Em không rõ từng chiếc các chị ơi, em chỉ nắm tổng thôi. Nên là chị nào mình chưa có áo comment áo, chưa có yếm comment yếm, nhớ đặc biệt yếm có hai màu đen và nâu dùm cho Ngọc các chị ha. Chất vải chéo ý này nó vừa có chất dày dặn của chất vải KT mà nó vừa có chất dày dặn của cái đường kim mà cái sợi dệt đó các chị. Nó cực kỳ là kinh khít tu, nó không có bị hở nha. Cho nên là mẫu này các chị mình an tâm cho Ngọc nha. Rồi ASX64 là gì ta? Chiếc áo bên trong 75.000. Yếm là ISX64 nhiêu các chị? Trời ơi, có 95.000. Ôi, yếm này 95.000. Muốn thở dốc luôn á các chị ơi. Tức là bây giờ một set Ngọc mặc không thể nào tưởng tượng nổi luôn. 170.000. 170.000 cho mã này. Nếu như mà chị nào muốn mua cả set comment ngắn gọn SX64 các chị nha. Vậy là mình được tính là hai sản phẩm nha các chị ha. Trừ khi nào Ngọc không bán lẻ thì Ngọc sẽ không tính là hai sản phẩm. Nhưng một khi Ngọc đã bán lẻ, Ngọc đã hỗ trợ cho các chị mình là chọn áo size lẻ và yếm size lẻ, thì tất nhiên các chị mình sẽ được sao ạ? Sẽ được cái mức giá cũng như là sẽ được cái tính sản phẩm là lẻ các chị ha. Ba sản phẩm sẽ free ship cho các chị mình nha. Rồi lên đâu giùm em nha các chị mình ơi. Nhớ đừng quên là yếm có hai màu. Đừng quên là yếm có hai màu giùm em nha. Và đừng quên phải comment cái set, nếu mà muốn mua cả set là SX64 thì
em nói cái này cho các chị mình nghe nha, không ai mà dạy một sản phẩm nữa các chị mình ơi, tại vì cái mẫu này á, khi mà tụi em ra cho các chị mình là tụi em cũng đã được cân đo đong đếm rồi, tức là cái áo này nó sẽ phù hợp với cái dáng yếm này, thì tất nhiên nếu như mà chị nào thích á, comment giùm cho em liền. SX64 là cả hai món á các bạn chị ha, là 170. Còn nếu mà chị nào muốn mua yếm không á thì là SX64 95.000. Yếm này hôm nay em để hết ga hết số các chị mà luôn, 95.000 nha các chị ơi. Bình thường yếm này ít nhất các chị nha 109, bởi vì sao? Yếm này là cũng nó cũng hoàn thành nhất, nó kiểu như là sao ta? Nó giống như là một cái chiếc đầm luôn cho các chị mình rồi, chứ nó không phải là dạng yếm nữa. Các chị thấy nè, nó đầy đủ ha các chị ha, có phần quai nè, có phần cổ nè, rồi ở phía dưới có phần lấp lót và nó có cả túi nữa. Hoàn chỉnh như là một chiếc đầm. Thì tại sao lại có giá rẻ như thế này các chị ơi? Bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 11, tức là sắp hết Black Friday rồi. Cho nên chị nào mình đem vào sau livestream của bên em ưng thì mình đặt liền, để mình có sản phẩm Tết này mình mặc, hay các chị lễ này mình mặc, hoặc là tiệc này mình mặc nha các chị mình nha. Rồi mình mua trước, mình dự tính giao hàng ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì tầm khoảng từ 2 ngày, còn ở tỉnh á tầm khoảng từ 3 đến 5 ngày, còn những chỗ nào là khu vực là đang có dịch á thì tầm em nghĩ tầm khoảng là hơn 5 ngày nha các chị mình ha. Tại vì á những chị nào mình đang ở vùng dịch thì các chị mình nhớ lưu ý giùm cho em, cứ đặt hàng cho em nha. Chỗ nào khi mà tụi em sờ trên hệ thống mà không được thì em sẽ gọi điện hoặc là liên hệ cho các chị mình liền, báo là à chị ơi chỗ chị đang dịch không gửi hàng được ha các chị mình ha, nên yên tâm cho Ngọc luôn. Rồi ASX64 là áo bên trong, áo có một màu thôi, một màu duy nhất dùm cho Ngọc, KT Thái nha. Nhìn chất dùm cho Ngọc nè các chị, không bị mỏng nha. Đã các chị em dí cái phần tay cho các chị mình xem nè, không bị mỏng nha. Rồi còn cái phần yếm bên ngoài là ISX64, giá có 95.000 thôi. Trời ơi, 95.000 đó mọi người. Có lót đầy đủ đuôi cá, có phần túi, có phần có phần dây nè, đặc biệt là có khóa kéo phía sau, đầy đủ hoàn chỉnh như là một chiếc đầm, nhưng giá chỉ có 95.000, còn hơn giá sale nữa các chị mình ha. Bình thường đầm ít khi nào sale cho 95 cho các chị mình lắm, nhưng đây là một cái chiếc yếm cực kỳ là hoàn chỉnh, nó ngang ngửa một cái chiếc đầm cho các chị mình luôn. Và đây là mẫu mới nữa nha, cho nên trong livestream của Ngọc, nếu như chị nào ưng cái yếm này, em khuyên thật lòng nên triển khai dùm cho em luôn á. Nên triển khai dùm cho em cái yếm này đó các chị mình ơi. Nếu được mua 2 yếm nha mọi người. Nếu mà các chị thấy cái dáng màu mặc lên đẹp quá mà giống như cái kiểu mình hay cần tìm hoặc là muốn tìm hiện tại bây giờ, thì nên mua cho em cả 2 màu. Các chị thấy là khi mà treo nè, khi mà mặc lên người nè ha, tí hồi em mặc nâu cho mọi người xem nha. Tí hồi em mặc nâu cho các chị mình xem. Cái màu nâu rất là đẹp nha. Nhìn cái cổ sau, cái mẫu này các chị mặc hành đầm không được đâu nha các chị, bởi vì cái cổ nó hơi sâu. Còn chị nào hết sexy thì vô tư cho em nha, chị nào hết sexy thì vô tư cho em, cái này là không thành vấn đề gì luôn á. Dạ yếm là 95.000, còn áo là 75.000, cả set tính lại em cho em 170 các chị ha. Áo KT Thái yếm là vải cái gì mới nói sao mất tiêu ta, chất vải dùm cho em là treo ý, đúng rồi, tự nhiên nói cái tiếng hỏi em quên mất tiêu các chị. Rồi chất vải treo ý nha, áo là KT Thái dùm cho Ngọc nha các chị mình nha. Rồi để em trả lời comment các chị ha, chị nào mình chưa có mã này các chị comment dùm cho Ngọc nha. Số lượng em nói với các chị mình là hai cái yếm này, số lượng của nhà em chị có với các chị mình là 925 ha các chị, còn áo bên trong có 505 cái thôi. À đúng rồi các chị ơi, nhớ kèm màu yếm nha các chị nha, em nhấn mạnh. Rồi rồi chị nào mình chưa có thì các chị comment cho Ngọc để Ngọc chốt lên đây các chị mình nha. Dạ chia sẻ livestream nha các chị mình ơi. Chị nào là khách cũ nhớ kèm DCC giúp em nha. À, dạ rồi, chị nào là khách cũ nhớ kèm DCC giúp dùm cho Ngọc nha các chị mình nha. Khách cũ nhớ kèm DCC, like nào em với Quỳnh Anh cũng nhắc các chị mình hết á. Bởi vì á, các chị mình biết không ạ, có nghĩa là khi mà khách cũ mình đã có địa chỉ rồi thì các chị mình đỡ phải vào trong tin nhắn các chị mình cho là cái địa chỉ hiện tại của mình, đúng không? Còn nếu như mà bên em không nhận được cái chủ địa chỉ cũ phía sau, tức là em sẽ vô vào các loại khách mới hết, thì các chị mình phải vào bên trong cho em địa chỉ lại, mà nếu không cho địa chỉ là cái đơn nó hủy luôn nha. Nên là đôi khi mình được gửi tin nhắn tự động nhưng mà mình không cho bên em cái thông tin lại thì bên em sẽ không có chút đơn cho các chị mình được. Chị Cúc Nguyễn ơi, mặc dùm cho em size M chị nha. Mặc dùm cho Ngọc size M. Chị Thiện Tiên Nguyễn ơi, mặc dùm cho em là size M. Các chị ơi, eo của size M là 68 nha. Cho em hỏi là chị Thiện Tiên Nguyễn và chị Cúc Nguyễn, cho em hỏi là eo hai chị bao nhiêu ta? Tại vì hai chị đều có cân nặng giống nhau, 50-50 á. Rồi, chị nào chưa có comment dùm cho Ngọc nha. Dạ áo mọi người xem chị em như thế này đi mọi người. Tí hồi em sẽ thay đưa cho mọi người xem thử cái phần áo ha. Đây các chị, phía sau như thế này nha các chị yêu của chị em nha. Phía sau như thế này, áo này là một cái chiếc áo hoàn chỉnh, không có họa tiết gì hết các chị ơi. Mọi người thấy cái màu caro sao thì nó vui như vậy nha các chị mình nha. Và em sẽ may cái phong thiết kế áo này các chị ha, là một cái chiếc dáng áo là kiểu như là áo đơn lẻ luôn á, nên là các chị mình đừng có lo. Áo này tách set mặc rồi được ha. Áo này phối chung với quần baggy mặc được, áo này phối chung cho em với quần suông mặc được luôn. Nên chị nào chưa có comment nha. Chị Tâm ơi, comment nãy giờ 3 lần chưa thấy được chốt. Người đẹp ơi, Ngọc đang chốt từ từ, các bạn đang chốt từ từ, cũng như là hệ thống đang chạy từng người đang gửi tin nhắn từng chị nên đợi tí
xíu tâm bo nha. Cảm ơn nàng rất là nhiều. À chị Nguyễn Dung 45kg mua đen hồng anh dùm cho Ngọc đi chị yêu ơi. Còn cho em chị đeo CC nữa nha chị nha. Vòng 1M85 chị, vòng 1S80, vòng 1 size L90 và vòng 1XL là 95 nha chị nha. Nhớ kèm màu. Rồi thì cái màu nâu ở phía dưới nó cùng tiệp tiệp với cái màn các chị không thấy á. Nhớ kèm màu cho Ngọc nha, phải kèm màu em mới chốt đơn, không có màu không chốt đơn. Dạ, à, em sợ 70/72 size gì ạ? Là sao ta chị Nguyễn Thủy ơi, là mình vòng eo hả chị hay cân nặng chị ơi? Nếu vòng eo của chị 70/72 L cho em với chị Thủy nha. Dạ, cho em hỏi là mình hỏi là cân nặng hay là vòng eo nè. Cái này vòng eo của size S là 64, M68, L72 và XL là 76 nhìn cho Ngọc nha. Chị nào mình chưa có hôm mà nhìn cho Ngọc, các chị thấy nè, một cái chiếc yếm hoàn chỉnh như là một chiếc đầm mà có 95.000 cho các chị mình thôi. Chất vải treo ý, cò áo, chất vải KT Thái. Cho mọi người xem kỹ luôn, chất KT Thái. Khi mặc vào mọi người nhớ luôn phần tay như các chị mình kéo cái áo cho nó hẳn sẵn xíu các chị nha. Rồi chị nào chưa có hôm mà nhìn cho Ngọc đi nha các chị ơi. Xinh quá à, màu nâu, màu đen nè. Các chị mua cả set nhớ kèm cho em cái màu yếm đó nha. Ví dụ như hồi nãy có chị comment đúng á, là SX64 đen là em biết lấy yếm đen, hoặc là SX64 nâu là em biết lấy yếm nâu các chị nha. SX64 là mã của hai sản phẩm nha. Còn muốn mua áo thì thêm chữ A đầu giùm cho em là ASX64. Muốn mua yếm comment cho em là chữ Y đầu là ISX64 các chị nha. Như vậy mới hợp lệ nha các chị. Dạ, chị nào mình chưa có đi làm 6 ngày mà diện đồ tu hết 5 ngày hả chị? Trời ơi, cảm ơn chị nhiều luôn á. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều nha. Chị nào mình đang mà xem livestream mà mình ưng cái yếm này comment nha các chị nha. Có 925 cái cho hai màu và cho 4 size các chị ha. Rồi, chị nào mình chưa có mình nhanh tay nha. Đồ ở đây rẻ mà đẹp lắm. Cảm ơn chị Linh Chi rất là nhiều nha. Cho em xem áo đang mặc. Bây giờ hiện tại chị không thể nào mở cho em xem được mấy ơi. Áo đang mặc trên người các chị mình cứ nhìn giùm cho em hình dung đi. Tí hồi em thay mẫu khác em sẽ cho mọi người xem cái áo bên trong nha. Nhưng áo bên trong không hề ngắn nha mọi người. Áo bên trong kết hợp chung với quần lẻ mặc cũng được mà, chân váy lẻ mặc cũng được các chị ha. Rồi chị nào chưa có ASX64 comment giùm cho em. Chưa có ISX64 comment giùm cho Ngọc các chị ha. Rồi, dồn đơn hôm qua được không em? Dạ không chị, hôm qua là chỉ dồn đơn với ca trưa hôm qua của bên em thôi. Ca hôm nay là dồn đơn với ca tối nha. Những ngày trong tuần em chỉ hỗ trợ dồn đơn sáng và trưa và tối thôi, không dồn đơn qua ngày. Chỉ có riêng thứ bảy và chủ nhật thì tụi em mới dồn đơn qua ngày các chị mình nha. Rồi, hai ngày cuối tuần mới dồn đơn qua ngày. Ok các chị mình nha. Chị nào không biết mình mặc size gì á cứ comment để Ngọc tư vấn cho. Nhưng mà nhớ comment vòng em cho Ngọc nha. Ngọc đang mặc là size S nha các chị. Ngọc cao 1m6 các chị ha. Ngọc nặng 50 cân. Chị nào chưa có mã này comment giùm cho Ngọc nha các chị mình ơi. ISX64 a à, nhớ kèm địa chị cũ nè, chị Lê Sương nè, chị Tú Hình nè, chị Hà Thạch Thảo nè, toàn khách quen mà không kèm địa chị cũ. Tí hồi vô trong không có cho em lại cái địa chỉ rồi các bạn, tưởng các chị mình không có chốt đơn là coi như hủy nha. Đúng rồi chị Ngân Nguyễn đúng rồi nè, kèm chữ DCC giùm cho Ngọc, không cần phải kèm địa chỉ đâu. Nếu như mà đã mua bên em một lần rồi, nhận hàng một lần rồi, đã trở thành khách cũ của bên em rồi và hệ thống nó đã luôn rồi, các chị ha, thì không cần phải lo nữa. Rồi chị nào mình chưa có thì mình comment cho Ngọc nha. Rồi yếm đen hết M, yếm đen em hết M các chị nha. Yếm đen và các chị mình là size L, size S, size XL nha các chị nha. Rồi chị nào chưa có mã này comment cho Ngọc để Ngọc chốt đơn nha. Mẫu này Rồi, ok, chị Ngọc Tâm nè, mình đặt trên live tối qua 3 sản phẩm mà không thấy tin nhắn chốt đơn như mọi khi. Mình có inbox cho shop rồi mà không thấy trả lời, không shop kiểm tra lại giúp mình. Ok, chị Ngọc Tâm, để em kiểm tra nha, để em sẽ liên hệ với các bạn trên bay kiểm tra cho chị nha. Nếu mà chị Ngọc Tâm không nhận được tin nhắn từ tối hôm qua đến giờ, tức là chị không có đơn luôn á chị Tâm ơi. Chị không có đơn chị Tâm nha, hoặc là chị đặt hơi chậm á. Tại vì em thấy tối hôm qua các bạn cũng như là khách cũng đông á chị, mình đang live cũng đông á. Dạ, rồi chị nào chưa có ISX64 comment giùm cho em nha. Chị Phương Uyên ơi, chị Phương Uyên có số đuôi là 9886 nè, comment bị thiếu số 64 của em rồi. Chị Phương Nguyên comment lại giùm cho em nha. SX64 chị Phương Nguyên ơi. Rồi, hiện tại bây giờ yếm đang mặc hết size L. Rồi ok, yếm đang mặc hết XL luôn rồi các chị ơi. Yếm đang mặc XL các chị ha. Rồi để tham nâu cho mọi người xem nha các chị ha. Rồi chị nào mình đang xem live tranh thủ nha. Yếm đang mặc màu đen chỉ còn S với M thôi nha các chị. Dạ, các chị nào mình là khách cũ chị Diễm My Trần nè, kèm cho em chữ DCC phía sau với nha. Mọi người nhớ lưu ý giùm cho Ngọc nha các chị ha. À, mẫu này đặc biệt nha, em quên báo nữa. Trời ơi, chốt gần hết rồi các chị ơi. Ai chia sẻ cho em một lần em mới chốt đơn, trừ những chị đã chơi mini game đầu like đã chia sẻ rồi, không còn phải chia sẻ lại nữa. Chị nào mới vô chia sẻ một lần mới chốt đơn nhiến nha. Rồi chia sẻ một lần nha, em chẳng yến rồi đó các chị ơi. Nên là các chị mình nhớ nha, em vô em hai các chị màu nâu. Yếm đen gọi cho mọi người hai size thôi, S với M nha mọi người nha. Chị nào chưa có comment giùm cho Ngọc, yếm đen mặc lên thích lắm mọi người, có túi nha. Cái yếm nó có túi đây các chị mình luôn á, chị nào mình chưa có thì mình comment giùm cho em nha. Cái áo bên trong rất là dễ may nha các chị mình ơi. Áo bên trong các chị mua tách rời mặc được.
rất là thoải mái luôn ý. À, còn cái cơm yếm là chất vải chéo ý nha các chị, còn áo là chất vải kate thái dành cho Ngọc nha. À, chị Mai Hương, vậy là chị lấy ba set đen SML đúng không chị? Nếu mà chị đúng thì chị lên cú pháp giúp em nha. Chị Mai Hương ơi, nếu đúng comment lại cho em nha. Nếu đúng thì chị nói là chị lấy ba set nha. Thì chị comment lời quá. Ui. Các chị khi mặc yếm á, các chị nhớ kéo cái áo xuống nha mọi người, cho cái form phía sau đừng có bị đùng quá. Rồi ok. Đây các chị ơi, đây là màu nâu. Chỗ chị thấy nè, cái màu nâu nó lộ rõ cái eo của mình luôn á. Xinh quá các chị. Rồi chị nào chưa có nâu thì mình nâu, nâu còn đủ size. Nâu còn đủ size. Thật ra nếu mà cái yếm này các chị cảm thấy không hợp với cái áo này, các chị mình có thể các chị phối cho em một cái chiếc áo trắng có sẵn ở nhà, nhưng phải là áo kiểu nha. Yếm này phối áo kiểu mới đẹp, bởi vì em này là một cái chiếc yếm đuôi cá các chị ha. Mà các chị mình phối với áo trơn mà kiểu như sơ mi truyền thống nhìn nó không đẹp nha. Nó thiệt. Cách phối đồ các chị mình nên nhìn cái yếm nó có điệu đà hay không. Yếm này là yếm điệu đà cho Ngọc nha. Rồi chị nào chưa có comment nhìn cho Ngọc nha, một chút đơn cho nè. Dạ, ISX64 nha mọi người nha. Nhìn nhìn cho em nè, cái chất vải chéo ý nè mọi người. Màu đen em còn cho các chị mình. Wow. Màu đen em còn cho các chị yêu của nhà em nha. Bình thường mấy đứa hay đeo mà sao mấy đứa không đeo được. Rồi, các chị mình nhớ lưu ý giùm cho Ngọc nha. Mẫu này nhớ giùm cho em nè các chị ơi. Gì ta? Màu đen là em gọi cho các chị mình là size S với M. S là eo dưới 64, cân nặng dưới 46, M 52 và eo dưới 68 cho em là vừa nha. Chị nào mình chưa có comment giùm cho Ngọc để Ngọc chốt đơn nha. Rồi yếm đen gọi cho mọi người SM. Yếm đen còn SM, yếm nâu còn đủ size các chị mình luôn nha. Dễ thương lắm mọi người. Nếu mà các chị cảm thấy cái màu nâu này nó không hợp với cái caro này thì các chị mình có thể mình phối chung với em với chiếc áo trắng đi ha. Áo trắng thì em thấy sẽ hợp hơn hoặc là áo đen nha mọi người. Nhưng mà các chị mình phối với áo trắng đi, bởi vì cái áo trắng nó sẽ làm sáng hơn cái yếm mình đang mặc trên người này các chị ha. Rồi chị nào chưa có yếm này comment cho Ngọc nha. Rồi, à chị Ngân Nguyễn ơi, nếu mà nhắc lại bổ sung phải kèm số điện thoại luôn á chị Ngân. Mình nhắc lại mình bổ sung thì cũng phải kèm số điện thoại cho Ngọc để Ngọc chốt đơn cho mình lại nha chị nha. Dạ rồi, chị Nguyễn Thanh Huyền hả chị? Chị Nguyễn Thanh Huyền, đợi em tí xíu chị Nguyễn Thanh Huyền nha. Rồi ok chị, check đơn chị ngày 23 tháng 11 hả? Giờ mình chưa nhận được đơn không? Cho em hỏi là bên em có gửi tin nhắn tự động cho mình không chị Nguyễn Thanh Huyền ơi? Cho em hỏi là có gửi tin nhắn tự động cho mình không? Chị Nguyễn Tho ơi, kèm số điện thoại với chút đơn chị Tho được nha. Rồi ok nè các chị mình ơi, yếm bây giờ muốn mua cả set màu đen thì bây giờ chỉ còn S với M cho mọi người thôi nha. Áo bên trong đủ size nha các chị mình ha. Rồi ok, nhắc lại thì cũng phải kèm số điện thoại của tụi em để có gì mà tụi em nhắc lại mà tụi em có quên cái chốt cái đơn đầu tiên thì tụi em sẽ chốt một cái đơn đó nha các chị mình nha. Nhắc lại thì cũng phải kèm số điện thoại cho em nha. Rồi a à, chị hoa cái gì ta, chị Hoa Phương Tím ơi, khi mình nhắc lại thì mình phải comment giùm cho Ngọc là SX64 cộng số điện thoại rồi màu gì, yếm màu gì á chị, màu đen hay màu nâu chị ha. Rồi chị Hoa Phương Tiến chưa có được ấy á chị nha, mình comment lại cho Ngọc nha chị ơi. Dạ chị Tuyền Huỳnh chưa có được chốt đơn luôn, không có số điện thoại nè chị ơi. Ngọc ơi, à chị Ngọc ơi, kiểm tra giúp em đơn hôm qua. À, em đặt 4 sản phẩm vẫn chưa được nhắn tin chốt đơn. À Tâm Bo ơi, nếu như mà em chưa được nhắn tin chốt đơn thì là em chắc nghĩ là em chưa có đơn á, tại vì sao? Hệ thống nó hoạt động trong vòng 24 tiếng đồng hồ, tức là nếu như mà cuối ngày hôm qua mà 12 giờ đêm luôn mà em vẫn chưa nhận được tin nhắn bên chị, tức là em không có đơn á. Nha bé nha, để tới hồi tôi kiểm tra lại dùm cho em cho Tâm Bo nha bé ơi. Cao Quỳnh Anh đúng không Tâm Bo ơi? Rồi, chị nào mình chưa có mẫu này nhanh tay nha các chị mình nha. Màu nâu em còn đủ size, yếm nâu còn đủ size, áo cũng còn đủ size các chị mình, nhưng mà ít thôi nha mọi người ơi. Em dạ được chị, 40 tuổi mặc được nha chị ha. Nha chị ơi, 40 tuổi mặc bao xịn sò luôn á. 40 tuổi đây yếm đen cho em nếu mà chị dưới 52 cân nha chị nha. Rồi chị nào chưa có mã này comment cho Ngọc nha các chị mình nha. Dạ. Rồi, chia sẻ livestream giùm cho Ngọc nha các chị, chia sẻ livestream nha. Rồi, chị nào chưa có mã sản phẩm thì các chị mình đặt hàng comment cho Ngọc nha các chị. Mã màu size số điện thoại nha các chị mình nha. Mã màu size số điện thoại nha. Thông tin đầy đủ chia sẻ chính xác cho các chị mình nha. Rồi, nhanh tay giùm cho Ngọc nha các chị, mã màu size số điện thoại nha. Bởi vì mẫu này nè các chị ơi, mã này là ISX64 này các chị hai, đợt vải này về cho các chị mình vui lắm. Bởi vì sao? Lên form rất là đẹp. Có cái mẫu kia kìa mọi người, cái chất vải đó là dạng là cà tê lụa, nhưng mà lên nó không đẹp, mà cái chất vải chế quý này mọi người, nó ngộ đó các chị. Nó cũng nhìn sơ thì nhìn hai cái chất liệu giống nhau lắm, nhưng mà khi mà lên thử cái mẫu á mọi người thì thấy cái mẫu này, cái chất vải chế quý này lên đẹp hơn.
nó mịn hơn, nó mềm hơn. Tại vì sao? Khi mà cái kỹ thuật dệt của người ta, cái chị cái chất chế biến này là cái chị ha, người ta dệt tới cái đường kim nó rất là khít nha mọi người, cực kỳ khít luôn. Cái chị mình nhìn cái ánh đèn như thế này là nó không có bị thấy những cái lỗ li ti nha các chị nha. Còn cái chất KT thì sẽ hơi cứng hơn xíu, là lên phân không đẹp bằng ha các chị, với lại nó không có độ uyển chuyển như lên cái đuôi cá, nó không xinh như thế này nha mọi người. Nên là các chị yên tâm, nói chung là từ càng ngày là tôi sau bên em càng nâng cấp lên á. Hết sai LXL MXL hả? Ủa sao nó hết MXL rồi các chị ơi, em lộn rồi. Cái mẫu này nè các chị, cái mẫu này của nhà em bây giờ hiện tại là em hết sai MXL phải không? À vậy là em còn sai L các chị ơi, vậy là em còn sai L. Vậy là mẫu này hiện tại là bây giờ em còn cho các chị mình là sai S và sai L. Vui, thiệt là vui. Các chị ơi, vậy là bây giờ em còn S với L nha. Màu đen em còn S với L, em hết M rồi nha các chị nha. Vậy là hết từ lúc nãy rồi không biết. Là lúc mà chị chưa hái này đó phải không? Đúng. Là lúc mà em chưa hái này là em vậy là nãy giờ em báo nhầm cái chị. Có nghĩa là em còn size L, size S và size L nha. Tức là cái thời điểm em vô em thay cái màu nâu là em đã hết M rồi á nha các chị nha. Để cho các chị nào mình comment sao các chị mình không biết á. Tí chị có lên quần không chị, cho chị kiểm tra coi. À không có lên quần em ơi. Có lên áo lẻ nè, đầm trơn nè. Đầm cho tay phòng nè, đầm họa tiết hoa hồng dễ thương lắm em. Đầm mà dạng như là đầm đèn thơ á, đầm đèn thơ màu trắng trắng mà cái vải nó là giống như do nó giống như là chiếc vải linen á, dễ thương lắm. Đợi chị xíu nha, nếu em ơn thì chị lên giùm cho em nha. Rồi. Hôm nay sao mọi người bị quấn quý quýt tới cái chị. Rồi, yếm này chị nào mình chưa có comment nha, có túi cho mọi người luôn. Rồi ok, nâu hết XL, tức là nâu hết XL của chị mình nha. Yếm là ISX64 của chị nha, không nói gì em bị mất chữ các chị ơi, xin lỗi nha. Rồi, ISX64 là áo nha mọi người. Áo này các chị mua về mặc lẻ bình thường nha. Các chị đừng có nghĩ là áo trong Yếm là không mặc được nha. Trời ơi, nó đẹp lắm đó, để tiếp lại mở cho mọi người xem. Hơi bị đẹp. À, các chị khách tôi không dùng đơn hôm qua. Ví dụ như bây giờ đơn hàng nào mà chị nào mà mình comment mà có chữ dùng đơn hôm qua là coi như em loại trừ luôn nha. Phải comment lại dùm cho ngọt với tất cả các chị ha, rồi để em kiểm tra xem. Ông ơi, các chị không có đơn tụi nghèo các chị mình nữa. Chị Mỹ Dân ơi, kèm size áo với chị ơi, chị Mỹ Dân kèm size áo nha. Rồi chị Mỹ Châu Chu hủy màu nâu comment là ISX64 hủy nâu dùm cho ngọt cổng số điện thoại chị ơi, để em mới hủy cho mình được nha chị Mỹ Châu Chu nha. Rồi, thật ra đây là em đang phố cho mọi người xem. Em nói thật, tại vì cái này em ra không kịp màu trắng mọi người, áo á không ra kịp màu trắng, cho nên là em chỉ lên một mẫu áo cho các chị mình thôi. Cái yếm này nha, em nói thật lòng với các chị mình luôn, nếu như mà chị nào ở nhà có cái phơm áo mà tay ngắn như thế này nè, hoặc là tí hồi em có ra một áo trắng cho mọi người, nếu được mua yếm màu nâu trước đi nha. Phối với áo trắng làm nó các chị mình là sáng cả vùng trời xanh luôn, em nói thiệt. Nhìn xinh lắm, em thử rồi, nhưng mà tại vì cái áo này em chưa kịp ra màu trắng thôi các chị ha. Tại không có kịp ra bởi vì vải nó không đủ mọi người. Tại vì bây giờ mình lên số lượng thiết kế, số lượng mà hai cái áo mà cái số lượng nó không bằng nhau á thì mình khỏi lên các chị ơi, nó bị thiếu size các chị. Nên là cái mẫu yếm này các chị ơi, các chị thấy này, nếu em nghĩ là cái này đối với em mặc thì em vẫn thấy là ok, vì sao? Nhìn nó độc lạ không đụng hàng. Nhưng nếu như mà chị nào mình rạch khuôn quá, mình muốn cái màu cho nó hợp xíu á thì mình nên chọn áo màu trắng ha. Thì tí hồi trong line này em cũng có áo trắng cho mọi người luôn, có áo lẻ. Nhưng mà các chị thấy hợp các chị mua nha. Và nếu mà chị nào ở nhà mà mình thấy mình có cái áo trắng trơn á, mình thấy ok á, đừng có hạ tiết nha mọi người. Ren cũng được nhưng mà đừng có hạ tiết, thì mình mua cho em cái yếm này nha mọi người. Bởi vì yếm này không phải lúc nào cũng có giá 95 nha, em nói cam kết trong cái livestream của em buổi sáng ngày hôm nay luôn nha mọi người. Yếm này không có phải lúc nào cũng có giá 95.000, bởi vì á yếm này như là một cái đầm hoàn chỉnh luôn, vừa có túi nè nè các chị, vừa có một cái lớp bên trong nè, rồi vơm cổ nè, và khóa kế phía sau chỉnh chu hết, mà chỉ có 95.000 thôi ha các chị ha. Mà là mẫu mới đó nha, nó còn rẻ hơn cái đầm rất là nhiều các chị, mà trong đó cái vơm nó y chang cái đầm luôn nha các chị. Nên là chị nào chưa có ISX64 lên đây giùm cho em liền. Yếm đen còn S với L mọi người nha. Dạ rồi, ISX64 màu đen còn S với L các chị, em còn 5 cái S và là còn 7 cái size L là em hết luôn á. Chị nào chưa có comment cho Ngọc nha. 5 cái S và 7 cái size L. S là em nguyên vòng 64, em mới mặc xong cái thì á. Rồi, L em nguyên vòng 72 cho em là vừa là đẹp luôn các chị ha. Dạ, cho mình xem áo bên trong rồi chị Huyền Vũ, đợi em gửi ra, đợi em hay một tiếp theo mới cho mọi người xem được, chứ cái này là phải cái chương váy đâu. Nếu mà là chương váy em tự nhiên cái em đứng đây là các chị đứng trước mặt em. Rồi, chị nào chưa có comment nha các chị nha. Rồi, sắp hết rồi các chị ơi, sắp hết rồi. Qua cho các chị mình cái đầm trơn nha các chị nha. Định ra áo rồi nhưng mà đợi xíu em ra đầm trơn trước cho mọi người nha. Cho mình xem áo áo không. Rồi ok, đợi em xíu nha. Chị nào mà hủy set này, chị nào mà không đặt set này mới hiểu với các chị mình luôn là bỏ phí. Bỏ phí một chiếc yếm đẹp cực kỳ luôn, em nói thiệt lòng á. Nhìn xinh luôn mọi người, quá xinh luôn. Người ta sẽ lên cho các chị mình là
cắt ngang và kèm thêm một cái bèo phía dưới. Còn bên em là mai liền luôn. Tức là bên em khi mà bên em lên cái form này là cắt vải cho các chị mình sẵn rồi. À các chị ha. Rồi ok, em lên đầm cho các chị mình. Nhìn kỹ cho em nha. Yếm này số lượng không nhiều nha các chị. Em chỉ còn lúc đầu em có tổng á 2 màu 4 size. 2 màu cho các chị mình ha là 925 cái. Hiện tại bây giờ chỉ còn cho mọi người nha, cực kỳ ít luôn. À, chị Thu Thảo Nguyễn ơi, 1m45 mặt yếm có bị dài quá không? Dạ không chị, tại vì yếm này ngọt mặt là 1m6 nè, ngọt mặt là ở trên đây đúng không, chị mặc là sẽ ngang phần bắp chân của chị hoặc là bằng 2/3 bắp chân của chị thôi, chứ không bị, nó không bị dài quá đâu chị yêu nha, tại vì yếm mà. Nhưng mà em nghĩ là cái là do em nhắm chân thôi. Có những chị đôi khi cái phần lưng dài hơn phần chân mặc lên sẽ rất là ok ha. Còn nếu như mà chị nào mình mua về mà mặt nó sẽ hơi dài thì thâu cái phần dây lên cho em, đừng có lên like nha, hãy thâu phần dây nha các chị ha, sẽ đẹp hơn khi mà mình lên like. Bởi vì sao, em này đuôi cá nha các chị, đừng lên like nha, mà hãy thâu phần dây dùm cho em là ok á. Rồi ok mọi người, em còn mẫu tiếp theo các chị mình nha. Form yếm này màu nâu em còn SML, màu đen em còn SVL, áo bên trong là em còn đủ size cho mọi người, chiếc vải KT Thái ha, yếm này chiếc vải Châu Ý nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua mẫu đầm tiếp theo cho các chị mình luôn nha, để em xíu ha. Đây là một đầm trơn nha. Đây em thay cho mọi người thử cái áo nè, áo đẹp lắm nha mọi người. Áo này nó dễ may, tại vì áo này là một cái chiếc áo lẻ bình thường chứ không bị ngắn đâu. Có những người, có một số chị xả áo crop top, trời đầm này đẹp quá, chuẩn bị ra đầm cho mọi người nha. Đầm này của nhà em đầm trơn các chị ơi. Rồi ok các chị mình. Mẫu này của nhà em nè các chị ơi, xin chưa mọi người ơi. Một cái ga màu và một cái chất liệu vải, trời nó mướt mà em như là em muốn trượt theo luôn á các chị, mướt mà em muốn trượt theo luôn á. Rồi mẫu này của nhà em, chị nào mình đang xem live chưa có, comment dùm cho Ngọc nha, một chốt đơn cho các chị mình ơi. Dễ thương lắm. Comment đầy đủ dùm cho em nha. Comment đầy đủ nha các chị, chia sẻ chính xác là có đơn ha. Dạ, mẫu đầm này, mẫu yếm phía sau cho mọi người xem cái áo nè. Trời ơi, cái áo này mọi người đẹp lắm. Áo này mua về, em đã nói với các chị mình một điều là áo này mua về, các chị mình phối chung với dùm cho em gì các chị? Phối chung dùm cho em với cái quần hoặc là chân váy đều được ha. Cho nên là các chị mình an tâm dùm cho Ngọc. Mẫu này mua về không có sợ nó bị mất form đó các chị mình ơi. Rồi, chị nào chưa có mẫu này comment nha các chị mình nha. Yếm đang mặc trên người, em xin lỗi, đầm đang mặc trên người, em muốn trượt theo nó luôn, chất vải lụa Nhật các chị ha, em muốn trượt theo nó là các chị hiểu rồi hết, nó cực kỳ là mịn nha, mướt và mượt luôn ấy. Bây giờ em mới cảm nhận là cái chất vải nó mượt, nó trượt là cỡ nào mọi người ơi. Rồi à, áo này chị nào chưa có comment dùm cho Ngọc nha. Đây mọi người thấy nè, chiều dài áo tới đây không nói đi mọi người đâu, nãy mặc cũng vậy mà ha các chị ha. Rồi đây là áo này có 75.000 thôi, cái chất vải là KT Thái nha, để em treo cho các chị mình xem, hơi bị đẹp luôn, hơi bị xịn luôn. Chị nào vô sao đây mua nha, áo này mua về phối chung nó đơn giản lắm, và em cực kỳ thích nhất cái đơn giản như thế này nè các chị ơi. Và cái caro khi mà lên các chị mình nhìn kỹ giùm cho Ngọc nha, là cái caro nhuyễn, caro nhỏ như thế này. Wow, xuất sắc quá các chị ơi. Rồi áo còn đủ size cho mọi người ha. Chị nào chưa có áo comment áo, chưa có yếm comment yếm cho Ngọc nha các chị mình ơi. Yếm này nhìn bên trong cho em nè, có lên các chị mình hết luôn ha. Rồi chất đen mặc chứ vậy lụa Nhật các chị nha, chất đen mặc là lụa Nhật. Chị nào chưa có chất vải lụa Nhật này comment giùm cho em nha. Rồi mã là bao nhiêu đây, hôm nay là sale rẻ luôn, 119.000 DX75. À, em 50kg mặc size M vừa y luôn, đúng rồi. 50kg mà tùy theo, có những chị 50kg nhưng mà bọn em hơi to xíu á thì mặc size lớn hơn, quan trọng là bọn em nha bé nha, cảm ơn em nhiều. Rồi mẫu này của nhà Ngọc, yếm còn SML, yếm nâu còn SML, yếm đen còn SVL cho các chị mình nha. Vậy nào mình chưa có yếm đen comment yếm đen, chưa có yếm nâu comment yếm nâu thì cho Ngọc, để Ngọc chốt đơn cho các chị mình nha. Áo thì vẫn còn cho mọi người đủ size các chị ha. Rồi còn đầm đen mặc trên người cho các chị mình là với giá chỉ có 119.000 thôi. Mẫu này các chị mình có thể phối hợp cho em đi chơi nè, ăn uống nè các chị ha, rất là dễ thương, chất vải lụa Nhật nha các chị ha. Em nói với các chị mình, cái gì mà đồ của Nhật cũng ok các chị ơi, tại vì cái chất này mọi người giặt không bị xù lông, không bị ra màu, không bị tưa vải, và đặc biệt nữa là cái mẫu này các chị ha không bị màu vải khi mà các chị mình giặt, có những cái chất tẩy nhiều nha các chị ơi. Dạ ha. À chị Kim Ngân Lê comment giùm cho em là ASX64 nha, chị comment chữ áo vậy em không chốt đơn được cho chị Kim Ngân Lê ơi. Rồi chị Kim Ngân Lê comment cho em là ASX64 em mới chốt đơn được nha. 54kg mặc L nha chị ơi, chị Thiêm Trương nè, 54kg mặc L cho Ngọc ha. Áo đen mặc, áo là mã gì? Áo 75.000,
ASX64. Còn đúng sai, các chị ơi, áo ASX64 ngực 80 độ lại mặt S, ngực 85 độ lại mặt M, ngực 90 độ lại cho em mặt L và ngực dưới 95 độ lại cho em mặt XL các chị nha. Rồi chị nào chưa có comment nha các chị mình ha. Rồi chị nào mình chưa có nhanh tay lên cho Ngọc nha. Dạ em là Ngọc nha, em là Ngọc nha. Nha chị Ngọc Khôi Phạm ơi. Rồi chào Ngọc. Ok, chào hai người luôn hả anh. Rồi dạ, bữa nay là ca tối nha. Áo caro mã gì em? Dạ áo caro là ASX64 mọi người. ASX64. Rồi ok, em nghe hơi đập chậm nha. Một set là 170 chị ạ. Một set là 170.000 nha mọi người nha. Một set là 170.000 đồng. Rồi, cả set thì comment cho em là SX64. Em nói thiệt, yếm đó các chị mặc không bị quê, không bị sới mà ngược lại rất là tôn dáng cho mọi người nha. Đặc biệt là những chị nào nắm lùn, em nói thiệt, những chị nào hay được gọi tên là nấm lùn thì nên mặc cái mẫu đó từ mét rưỡi đổ lên cho Ngọc nha mọi người nhé. Dạ đầm đen mặc trên người các chị ơi, đầm đen mặc trên người ha. Em chỉ chốt cho chị nào chia sẻ hơn một màu không bé, một màu em chỉ chốt cho chị nào chia sẻ cho em một lần. Tại vì bây giờ hai cái mẫu đầu tiên em đang nó đẹp quá à các chị ơi, thì em cầm được yếm cho các chị mình xem là các chị mình phải lắc đầu nè, lắc đầu giơ tay ơi cho chị một cái em ơi. Đây mọi người nhìn kỹ giúp cho em nha, màu đen tại vì ở đây đèn nhiều quá nên nó sẽ hơi ánh xíu ha, chứ bên ngoài là màu đen thuần nha mọi người ha. Mẫu này có 95.000 yếm nha nha các chị. Còn chị nào có sexy mặc thành đầm cho em luôn ha, chị nào ngực to to mặc thành đầm nó hở cũng sao các chị. Rồi mẫu này của nhà em mã ISX64, 95.000, chất chéo ý, có màu đen ha các chị ha, và có ga màu nâu. Rồi nhìn kỹ cho em nha, đen thì hiện tại bây giờ còn cho mọi người S với lại L, màu nâu hiện tại còn cho các chị mình là SML nha, tức là bây giờ cả hai màu đều hết XL. Chị nào chưa có comment các chị thấy chưa, những chị nào mặc size lớn lúc nào cũng thích cái mẫu như thế này, bởi vì sao, nó sẽ tôn được cái chiều cao của mình, nó sẽ tôn được cái dáng người của mình, tôn được cái eo các chị mình. Các chị nào mà hồi nãy thấy em mặc lên người là nhìn một cái thôi, vừa kéo dây kéo lên đúng điểm dừng của nó là em, các chị nhìn em là chị thấy mình thích liền. Bởi vì sao, nó có cái phần hốc eo ha các chị, nó có hai cái phần hốc eo như thế này nè các chị ha, nhìn lên rất là sang nha. Và chị nào mình đang xem live trên hội Trang Ngọc luôn, còn nếu như muốn mua áo không, em bán áo không 75.000, và khi mà mua cả set này được tính là hai sản phẩm nha. Các chị mình có quyền mua cả set, có quyền mua áo size khác và yếm size khác, em đồng ý luôn, do em bán lẻ cái gì em cũng chơi hết. Còn một khi em đã bán nguyên một set không bán rồi thì tất nhiên em sẽ không, thì tất nhiên em sẽ không có bán rồi các chị mình nha. Cái gì ghê vậy, cái lá phồn đó, ôi cái trường nó dính trong cái đó đó, bé dở hơi có không xu luôn á. Ủa chị bị mấy lần rồi đó. Rồi chị nào chưa có bạn này comment nha các chị nha, cái đó chuyên gia luôn. Rồi chị nào mình đang xem live chưa chổng mà dọn nước đi, xối nước miếng đi. Rồi chị nào mình chưa có comment cho Ngọc các chị ha. Rồi cái áo này là ASX64, có khăn giấy không, ASX64. Chị nào chưa có comment cho Ngọc để Ngọc chốt đơn cho các chị mình nha, chia sẻ live stream này các chị, em sẽ hỗ trợ chốt mức giá trong live này, nó xảy này nè. Rồi rồi gớt luôn rồi, comment này đủ chia sẻ chính xác nha, quấn quấn vô đi trời đất. Rồi các chị ơi, đúng rồi, muốn mua cả set SX64 này, nếu mà muốn mua yếm nâu thì comment cho em là SX64 nâu, SX64 đen. Các chị có quyền mua áo size khác và yếm size khác, em không có hề hà gì hết các chị ha, vô tư giùm cho em đi. Một khi mà em đã bán không bán rồi là không có cái nào thay đổi được hết các chị ơi, nên nhớ giùm cho em nha. Cái này là em đang thoải mái với các chị mình nè, nên mọi người mua thoải mái giùm cho Ngọc nha. Rồi chị nào chưa có comment giùm cho Ngọc nha, mẫu đầm này chuẩn bị hết nha mọi người, mẫu đầm này DX75 chuẩn bị hết nha các chị mình ha. Đầm này của nhà em chất vải lụa Nhật nha, chiều dài váy sẽ là qua gối nha các chị nha, dễ thương lắm mọi người ơi, cưng lắm luôn á các chị. Hết mờ rồi, đầm đen mặc hết mờ, còn size L, SL, XL cho mọi người nha. Có cái phần lót bên trong các chị thấy nè, nhìn cái độ rũ là biết ngay chất như thế nào liền, nó thiệt luôn á, nó còn đã hơn lụa mà kiểu mà lụa đồ ngủ luôn á các chị, nó mát lắm nha mọi người, nó ngang ngủ luôn á. Rồi bây giờ chị nào chưa có ở đây comment giùm cho Ngọc nha các chị mình nha. Rồi nhanh tay giùm cho Ngọc luôn. À bây giờ em chợt nhớ ra là mẫu này các chị ha, đó khi mà em mua chất vải lụa Nhật các chị ha, bởi vì cái người bán bảo em là cái mẫu này đa số người ta sẽ may đồ ngủ, vì sao nó mát lắm, em quên nữa bây giờ nhắc mới nhớ ha, nó cực kỳ mát, nhưng mà tụi em chơi lớn luôn, may đầm cho các chị mình, thiết kế đầm cho các chị mình luôn, nên chị nào mình chưa có cái đầm này comment giùm cho Ngọc nha. Hết nhất hai cái tay vung lên như thế này mọi người, nhìn xinh quá ha. Rồi chị nào chưa có comment giùm cho Ngọc nha, chiều dài váy sẽ là qua gối nha mọi người nha. Em còn ép
Rồi ok là còn S với L nha. Hết M, XL. Dạ mua bao nhiêu cái được free ship? 3 cái thôi. 3 cái thôi các chị mình nha. Chỉ 3 sản phẩm thôi mà free ship cho các chị mình cho. Dạ rồi. Ok mọi người. À lại gặp nhau. Rồi, chị em chào chị Bảo Quyên luôn nha. Dạ mọi người nhớ là áo phía sau có 75.000 thôi chứ cao tới Thái nha mọi người nha. Rồi là còn L, đầm đen mặc chỉ còn một size L cuối cùng đi, 75, chị nào mình may mắn nữa mà đặt size L cho em nha. L là eo dưới 72 cho em vừa, bây giờ chuẩn bị ra cho mọi người một cái chiếc áo đi. À, đây, bây giờ em thử cho mọi người một cái chiếc áo trắng, ren. Nếu mà các chị thấy phù hợp, mua chung với cái yếm nâu cho em luôn nha mọi người nha. Rồi, cái này là nói chung là like của em có sao nói vậy cho các chị mình luôn, để cho các chị mình dễ hình dung nha. Rồi, bây giờ em sẽ qua một cái mẫu tiếp theo cho các chị mình, áo trắng và chân váy trắng. Rồi, lâu lắm rồi mới lên một cái set trắng cho các chị mình nha. Ok mọi người, đầm đang mặc chỉ còn size L, 56kg, đồ là cho em mặc vừa và 75. Vòng ơi, em xin lỗi, vòng eo 72, đồ là cho em mặc vừa nha các chị nha. Chia sẻ livestream, comment này đủ dùm cho Ngọc nha. Rồi bây giờ em lên áo áo trắng nè các chị ơi. Chiếc vải là chiếc vải gân các chị nha. Rất là xinh luôn. Chị nào chưa có comment cho Ngọc luôn nha các chị nha. Đâu? Có cái gì dán vô không? Không. Xù luôn. Rồi các chị ơi, bây giờ em sẽ lên cho các chị mình áo trắng và chân váy trắng nha. Một sự phối hợp rất là đặc biệt đó, giờ tôi có luôn. Rồi đầm hết luôn. Đầm hết luôn nha mọi người nha. Vậy là em còn yếm thôi. Yếm với lại áo thôi các chị ha. Yếm đen là YSX64 có nâu với lại đen em đang cho trên xào đó các chị. Đen còn S với L, nâu còn SML. Áo là yếm là 95.000. Nhớ mua kèm màu kèm size cho em nha. Còn áo là còn đủ size ASX64 75.000. Các chị mình có quyền mua hai sản phẩm nha các chị. Có quyền mua cả set nha. Cả set là SX64. Trời ơi, áo trắng này đẹp quá. Áo trắng chuẩn bị ra cho các chị mình cái chất gân rất là đẹp các chị ha. Chất lụa gân nè mọi người ơi. Vậy nào chưa có chiếc tầm gân chứ em nhầm. Rồi, còn cái chân váy cho em là chiếc váy lụa manh gồ nha. Rồi, ok, đang chỉnh chu xíu em ra là cho các chị mình luôn. Xong rồi, xong rồi. Các chị ơi, mình cho em một lượt chia sẻ với nha mọi người. Cho em xin một lượt chia sẻ nha. Em xin nha mọi người, chứ em không ép buộc các chị mình đâu. Rồi ok mọi người. Ta-da. Các chị ơi, cưng của mọi người. Mẫu này là áo thiết kế tay lỏ nha. Nhưng mà tay con mọi người tay lỏ. Em còn một chiếc áo trắng nữa. Các chị, yếm thì em nghĩ mọi người nên khoác áo trắng tay con sẽ ok hơn là tay lỏ nha. Mọi người thử xem áo này có hợp với chân váy ở nhà hay là có hợp với cái quần suông ở nhà của mình hay không nha các chị ha. Rồi cái mẫu này nó có phần thiết kế giùm chị em là phối cái phần ren chân ở phía trên cổ như thế này ha. Chất vải giùm chị em chứ vậy tầm gân rất là đẹp luôn, và cái này không bị hở ngực nha các chị. Phía sau chị em là kết hợp cho Ngọc là một cái chiếc khóa cài như thế này, rất là dễ thương. Chị nào mình chưa có comment cho Ngọc nha. Rồi chân váy này là dáng dài chứ vậy lụa manh gồ có lót và có hai túi hai bên như thế này cưng mọi người ơi. 1m6 mặc sẽ là qua gối nha. Áo này. Rồi áo này hết size L, áo đang mặc hết size L. Tức là bây giờ áo đang mặc chỉ còn size S, M và size XL cho các chị ha. Dạ bây giờ em sẽ ghi mã cho các chị mình liền. Đầm em hết rồi mọi người, xin lỗi các chị mình nha. Đầm em hết sạch rồi các chị ơi. Bây giờ còn yếm phía sau, chị nào mình ưng yếm thì mình lên yếm cho Ngọc nha. Áo này 75.000 nha các chị. ASX64, áo này rất là đẹp, không bị ngắn nha. Nhìn như vậy thôi chứ nó vẫn bằng cái áo đang mặc trên người các chị mình luôn á. Tới vòng ngang hông cho mình là ok nha. Mã size số điện thoại cho các chị. Rồi bây giờ em sẽ ghi mã cho các chị mình nha. Em sẽ ghi mã các chị ơi, xinh quá. Cho em đi làm công sở làm quốc set này liền các chị. Cho em đi làm trợ lý giám đốc làm quốc set này liền á. Trời nó sang ghê luôn á mọi người. Tại vì sao? Mình làm trợ lý giám đốc thì mình phải mặc những cái đồ đặc biệt hơn xíu. Mình làm một cái chức cao cao hoặc là mình làm một cái chức như là mình làm trong văn phòng mà mình phải mặc khác khác xíu các chị ha. Cho mình nổi bật nhất. Đôi khi kiểu như là trưởng phòng vào nè hay là giám đốc vào, người ta nhìn người ta có thể kiểu sẽ chú ý mình đầu tiên nha mọi người nha. Chứ mình mặc kiểu như là mình mặc giống nhau quá, cùng nhau quá thì đôi khi mình không làm một cái nổi bật gì hết, người ta không có ấn tượng với mình nha các chị. Hay là trang phục đôi khi cũng làm cho người ta ấn tượng mình đó, em nói thật lòng luôn á nha. Rồi AV3775.000, rồi hôm nay cái gì cũng rẻ hết luôn ý. Chung váy là VSX5595.000. Rồi ok nha. Áo là AV3775.000, chung váy là VSX5595.000, nó rẻ. Rồi chị nào mình chưa có ở này các chị comment nha. Cái gì vậy, nhanh tay lên đơn cho các chị nha. Cái mùi gì vậy? AV37 nha, 75.000. Áo là chất dùng cho em là đây các chị,
ha. Chị nào mà chưa có mẫu này comment cho Ngọc cái chị ha, chất vải tầm tầm gân. Rồi còn chân váy chất vải lụa mango, chị nào mà chưa có comment cho Ngọc áo hết lò rồi mọi người. Hết luôn hả? Dạ hết, cái yếm đen hết luôn rồi. Rồi, yếm đen hết luôn nha các chị mình nha, áo hết em luôn. Đúng rồi, nói chung là nếu như chị nào hết cái tay tay lỏ thì mặc như thế này cũng đẹp đó nè các chị. Hoặc là tí hồi em có ra một cái chiếc áo trơn, một cái chiếc áo trơn một cái các chị mình luôn. Rồi gần hết áo các chị nha, đây mọi người thấy nè. Đó, tại vì hồi nãy nói chung là hồi nãy em đã có tâm sự với các chị mình rồi, tại vì em lên áo trắng không kịp nha các chị nha. Nên là nếu mà chị nào ưng thì mua cái yếm này với cái áo trắng này cũng rất là xinh nha mọi người. Tại vì cái áo này cái kiểu là chất vải tầm gân nên là mặc lên cũng rất là lạ luôn, cộng với cái yếm đuôi cá nè. Trời ơi xuất sắc luôn á, yếm còn SML nha. Yếm đen em hết sạch nha các chị ha. Rồi chị nào mình chưa có comment cho Ngọc nha. Áo đang mặc trên người cho các chị mình là 75.000, chỉ còn SML thôi, hết size L rồi. Còn chân váy em mặc trên người đủ size. Chân váy hôm nay là sale đỉnh về chất vải mango các chị ơi, không có sale xuống nữa các chị ơi. 95 là maximum rồi á. Đối với em 95.000 là maximum mà các chị mình nha, không sale xuống nữa được nha. Là các chị thấy được là cái form chân váy này của nhà em nè, nó không có phần bản lưng ha các chị ha, mà nó sẽ là full luôn. Rồi, hết áo hả? Rồi ok các chị hết áo nha mọi người nha, hết áo nha. Rồi, vậy là mình chưa có ai 37 các chị ơi, em hết áo rồi còn chân váy cho mọi người thôi nha. Vậy là mình đang xem loa nhanh tay nha. Phố chung cái áo luôn đi. Nhanh tay các chị mình nha, chia sẻ livestream nha. Áo trắng ai 37 dạ đúng rồi chị Tiết Nguyễn ơi, em hết rồi. Bây giờ em qua cái áo khác cho mọi người ha. Ok, trắng luôn. Trắng luôn đi. Rồi. Tự nghiệm. Mình hết chạy máu rồi. Của chị bị đây nè đó, đúng theo luôn á. Bởi vậy người ta ít khi xài cái đó lắm á. Để mấy cái sắp kia giờ hết xài kiểu này rồi. Nó đau quá. Sợ quá, chị bị, chị nhớ hồi lúc chị bị quá. Rồi. Wow. Dạ, chân váy màu trắng là VSM 55 rất là đẹp luôn nha các chị. 95.000 không hợp, em bán 109.000 nữa. Hôm nay chị gọi cho sale còn 95.000 thôi. Quá rẻ luôn các chị ơi. Bây giờ em hai cái áo trắng khác nha. Bây giờ em vẫn giữ nguyên cái chân váy các chị, mình cứ đặt chân váy để các chị áo trắng em hết rồi. Với lại yếm chỉ còn màu nâu thôi. Yếm mã là ISX64, áo caro mã là ASX64 ạ. Yếm nâu thì em còn đủ. Em hết size XL, em còn SML. Chị nào đặt thì lên cú pháp là ISX64 kèm size, kèm màu nâu giúp em nhé. Kèm số điện thoại ạ, khách cũ nhé, kèm DCC giúp em nhé. Áo chị Ngọc chuẩn bị qua. À cái áo AV37 hết rồi nha chị ơi. Giờ chị Ngọc chuẩn bị qua cái áo trắng luôn, phối chung với cái chân váy thì mất xinh luôn ạ. Rồi ok các chị, áo trắng giống như cái áo hồng anh đang che cho các chị mình vậy á. Rồi, em có hai màu với các chị mình ha. Ghim mã cho các chị mình luôn. À chân váy thì vẫn còn cho các chị mình đủ size nha. Hôm nay chân váy xem này quá là rẻ rồi các chị ơi, tại vì chất mango mà. Chất mango hồng em không thể nào em sale rẻ hơn được cho các chị mình đâu. Cái chất này là quá rẻ luôn các chị ơi. Không mà lâu lâu mình dị một cái set trắng với hương mọi người ha. Nhìn nó trông rẻo, nhìn nếu như là tiểu thư đó các chị. Tiểu thư lắm đó thì cái này mọi người yên tâm nha. Em nói thiệt với các chị mình là cái màu trắng đen là em nói là nếu như mà trong live của em mà có cô nào mà 50 tuổi á, hoặc là mốt em có 50 tuổi em mặc những cái set này là bình thường mọi người. Tại quan trọng là cái dáng người của mình cũng như là quan trọng là mình có thích ứng được hay không chứ mình đừng có nghe những người khác nói là mặc cái này trẻ quá bà, mặc trẻ quá, nhìn kỳ quá. Không có mọi người. Mình lựa những cái mẫu sản phẩm nào hoặc là những cái kiểu nào nó vừa tầm với mình. Ví dụ như áo này đi nè. Các chị 50 tuổi, 55 tuổi em nghĩ mặc bình thường không có gì phải là lố á. Còn trừ khi là mặc áo màu hồng vậy thì em dù như là nó hơi trẻ quá thì em nói thì nó hơi kỳ. Nhưng mà chứ cứ màu trắng màu đen là em thấy xinh nè mọi người ha. Rồi, mẫu này chân váy là VSX55 nha các chị mình ha. Rồi áo đang mặc trên người là AO399.000. Áo này cũng là chất vải lụa mango luôn ha các chị ha. Nhưng mà cái mình vải này của nhà em là có thêm cả màu hồng nữa, còn chân váy là có một màu thôi. Rồi, chị nào chưa có mẫu này comment vậy là nguyên cái set đang mặc là đều là chất lụa hết đó mọi người, đều là mango hết nha. Nên là 99.000 cho áo, 95.000 cho chân váy nha mọi người nha. Chân váy vừa có túi vừa có lót và chiều dài váy thì sẽ tùy thuộc vào các chị mình kéo cái bộ bản lưng như thế nào. Nhưng mà bản lưng này của nhà em là bản lưng cao nha mọi người nha. Dáng này dáng lưng cao các chị ơi. Rồi, chị nào chưa có cái này comment giùm cho Ngọc để Ngọc chốt lên cho các chị mình nha.
AO3 là mã áo đang mặc trên người, có viền phần dây, có cái viền dây ri băng các chị màu đen để làm nổi bật cái áo này. Chị nào mình chưa có comment giùm cho Ngọc để Ngọc chốt đơn cho các chị mình ha. Dạ, và quan trọng nữa là các chị nào mình đặt hàng á, nhớ lưu ý giùm cho em nha. Form áo này là dạng áo suông suông và cái phần lai là lai vạt bằng giùm cho Ngọc. Nên là các chị mình phối chung với quần rất là đẹp, đi làm chung với chân váy bút chì cũng rất là xinh nha các chị. 99.000, chất vải lụa mango nha. Các chị thấy nè, tại vì tụi em các chị thấy là ít khi nào phối một màu cùng với nhau đúng không? Các chị ha. Không ít khi nào mà phối đen đen trắng trắng với nhau các chị ơi. Đây. Dạ. Ví dụ điển hình như hả? Áo hồng hết S. Ví dụ điển hình như bây giờ các chị phối cái áo chăn, cái áo caro này với cái chân váy được không các chị? Dễ thương lắm. Bao xinh luôn, nhìn cỡ giùm cho em nè. Mã áo này có 75.000 mà chất KT Thái nữa các chị. Hàng Thái thì mọi người sử dụng giùm cho em yên tâm, bởi vì sao? Nó không có bị xù lông nha mọi người nha. Khi giặt á và giặt nhiều lần nhiều nước luôn nha mọi người nha. Tẩy luôn không bị bay cái màu đen này ha các chị. Rồi chị nào chưa có mã này comment. Các chị phối áo caro này với chân váy trắng này nó hiệp với các chị một điều là siêu xinh luôn á nha. Áo này 75.000 ASX64 em hết S nha mọi người, còn MXL 75.000 nha. Rồi, còn chị nào mình thích nữa thì mình có thể mua màu hồng cho em ha. Bạn nào hoặc là chị nào mình tầm khoảng từ 20 tuổi đổ lên hoặc là từ 40 đổ xuống giùm cho Ngọc lấy màu hồng vô tu nha mọi người. Chất bango luôn ha. AO399.000 nha mọi người nha. AO399.000 các chị mình luôn. Rồi, nhanh tay mình cho Ngọc nha, đang Ngọc chốt lên cho các chị mình luôn á. Tại áo trắng đang kèm hết trời. Hết sạch rồi các chị mình ơi. Dạ. Áo caro còn không shop? Dạ còn chứ chị. Áo caro em còn nha. Áo caro em còn cho các chị mình là 75.000, còn ba size M là XL cho các chị mình. Chị bé hết M. Áo trắng hết M. Rồi, vậy là bây giờ áo trắng đang mặc hết M, áo hồng đang cầm hết S nha mọi người nha. Chị nào chưa có mã sản phẩm đang gồm mình nha. Phần tay này của em thì có cái thời với các chị mình là bo chứ không phải là thun. Hả? Rồi, ok, trắng hết S luôn. Trắng hết S hết M. Trắng đang mặc hết S hết M các chị nha. Xoay sau mọi người xem nè. Thương lắm. Rồi, xinh lắm các chị ơi, đóng thùng chỉnh chu cho em nữa là xuất sắc nha. Đôi khi em nghĩ các chị mình nên sử dụng một cái màu đồng điệu nó sẽ lạ hơn hay vì các chị mình sử dụng là áo trắng chân váy đen hoặc là ngược lại ha. Các chị mình sử dụng áo trắng chân váy trắng giùm cho em nhìn nó xinh lắm luôn mọi người ha. Hồi nãy tụi em cũng không nghĩ tụi em sẽ phối thế này cho các chị mình đâu, nhưng mà em vô em phối ngẫu nhiên ha. Bé của nó rất là đẹp luôn á. Rồi, áo caro mã bao nhiêu? ASX64 nha chị ơi. Áo caro là ASX64 75.000 KT Thái. Hàng Thái thì mọi người thử sử dụng giùm cho Ngọc nha các chị. Em là cũng hay chuyên gia sử dụng hàng Thái. Vì sao? Từ chất liệu của nó các chị ha. So với Quảng Châu á thì em thấy hàng Thái sẽ ok hơn nhiều so với hàng Quảng Châu, em nó hợp với các chị mình luôn á. Nha các chị ha. Rồi, chị nào mình chưa có comment cho Ngọc nha, nói về cái chất liệu của mọi người. Đây. Rồi, chị nào chưa có áo này comment giùm cho Ngọc nha. Mã màu size, anh nhầm mã size số điện thoại. Áo này hết S nha mọi người. Caro này mà phối với chân váy trắng anh hơi dễ thương lắm. Hơi dễ thương luôn các chị. Tay còn con phồng phồng. Cái tay này nó không phải là dạng mà tay bình thường đâu nha. Mặc lên thấy nó đẹp lắm luôn á. Nó ôm nhẹ và nó có phồng phồng phần trên chứ nó không phải là dạng tay con bình thường đâu nha. Nên là cái gì mình đừng coi thường áo này nha. Mặc lên form hơi bị đẹp đó. Em nói thật, mặc lên vơm cái áo caro này mặc hơi bị đẹp luôn á, mà tại vì hết cái yếm rồi nên các chị mình hiện tại là ngưng mua cái áo đó. Bây giờ mà chị nào mình mua nữa thì các chị mình mua phối cho em với chân váy này nha. Cưng xỉu, 95.000 cái chân váy đang mặc trên người và 99.000 cái áo đang mặc trên người nha. Áo caro là ASX64, còn cái yếm này còn cái chân váy đang mặc là VSX55 các chị ha. Mọi người nhớ giùm cho Ngọc nha, số lượng không có nhiều nên là mình đặt hàng mình lên đơn giùm cho em nhanh nhanh nha các chị. Tại vì á em còn nhiều mẫu phía sau lắm, em muốn các chị mình cũng xem được hết như là em đang nhìn ở đây nha các chị mình nha. Rồi, AO3 nha mọi người. AO3 có hồng và trắng. Hồng hết S, trắng hết XM. Vậy là bây giờ trắng chỉ còn cho mọi người 2 size lớn thôi. À, váy eo bao nhiêu? Rồi, váy này của nhà Ngọc eo size S là 64, M68, L70, 2, XL là 76 nha. Rồi, chị nào mình chưa có mẫu này comment nha các chị. Chân váy thì còn full size cho mọi người. Áo màu trắng là còn size L, XL. Áo màu hồng là còn size cho các chị mình là MLXL các chị ha. Dạ, chị nào chưa có AO3 comment nha. Hồng này của nhà em là màu hồng da đó mọi người, hồng da đó ha, hồng nu đó. Còn cái màu đang mặc trên người là màu trắng tinh nha mọi người nha. Ok chưa? Rồi bây giờ nhanh tay nha mọi người nha. Số lượng này em thấy cũng sẽ ổn ổn rồi đó. Để chuẩn bị có màu tiếp theo cho các chị mình luôn. Dạ, đơn hôm qua đi hàng rồi chị Quỳnh ơi. Đơn hôm qua đi hàng lúc sáng nay rồi chị Quỳnh nè. Cho nên là bây giờ chị nào mình đang xem livestream nhớ nha, hàng hôm qua hôm nay đi rồi, không có dùng đơn hôm qua hôm nay được các chị ơi. Dùng đơn tối nay và trưa nay và tối nay thôi nha các chị mình nha. Rồi, chị nào chưa có mã này comment giùm cho Ngọc ha. AO3 trắng, AO3 màu hồng. Đẹp quá đi luôn á các chị, đẹp quá đi. Bây giờ nói sao bây giờ ta, bây giờ nói sao cho các chị mình tin em đây. Bây giờ cho xem Yến đi Ngọc hả? Nè, chị nhắn tin nè, cho xem Yến đi Ngọc nè. Yến. Ê, Yến ra kìa, chị kia cho xem kìa. Dạ đây chị ơi, cho xem Yến nè chị.
Rồi ok, chân váy hết M, chân váy còn S còn LXL, chân váy hết M các chị ơi. Ok nha các chị nha. Wow, vậy là chưa có vào đây các chị comment giùm cho Ngọc nha. Chia sẻ livestream. Dạ đây các chị, yếm này em còn cho các chị là SML nha. Yếm này dễ thương lắm, phối chung với áo trắng. Cái tí hồi em ra một áo trắng nha các chị, mình phối nha các chị ha. Rồi, ok mọi người, em sẽ chuẩn bị ra một cái chiếc đầm ba màu cho mọi người nha. Nhưng mà đầm trơn ha. Rồi, chị nào chưa có mã này em nhắc lại, ISX64 95.000 yếm này. Yếm này thật ra nó thiết kế như là một cái chiếc đầm. Như là một cái chiếc đầm. Nhưng cái điều quan trọng ở đây là cái gì các chị yêu của ngày em ơi? Giá chị tính bằng một chân váy thôi là chỉ có 95.000 cho các chị mình thôi. Cho nên là bây giờ chị nào mình chưa có mã sản phẩm này thì các chị mình comment giùm cho Ngọc để Ngọc chốt đơn nha. Vừa có lót vừa có túi cho mọi người luôn. Mà cái yếm này các chị thấy nè, bên em mai đuôi cá nó liền luôn, có nghĩa là cắt form từ ngay từ ban đầu rồi gấp lại thôi, chứ không phải là kiểu như là mai nó ngang rồi mới kèm cái mèo ở phía dưới nha. Như vậy nó không đẹp đâu. Nên các chị nhìn cậu em cho em nha. Mua món này là đáng tiền bát gạo vô cùng luôn á. Rồi em bỏ tiếp theo nha. Chân váy đang mặc hết ép luôn. Chân váy đang hết mờ hả? Rồi, chân váy đang mặc hết mờ nha các chị nha. A, à, mẫu AO là đây là chị ơi, chị Hà Nguyễn đây. AO3 là em đang mặc trên người đây chị. AO3 là em đang mặc trên người các chị mình nha. Chị chấm này ơi, yếm màu đen em hết rồi. Yếm đen em thấy là chị còn yếm màu nâu thôi à. Còn yếm nâu với chị mình nha. Ok, rồi, bây giờ Ngọc sẽ chuẩn bị cái mẫu. Có chị hỏi em AO là mã nào? AO3 là mã này. Dạ chị Hạnh Ruby cho em xin thêm màu nhé. Ok, rồi chị Hạnh Ruby ơi kèm màu dùm cho Ngọc với nha. Bây giờ Ngọc sẽ qua mẫu tiếp theo nha. Đợi em chút xíu nha mọi người, qua đầm ba màu và đầm trơn nha. Dễ thương lắm mọi người, mua yếm đi, yếm nó lâu lâu mới có giá đó đó. Trời ơi, cái bán cái yếm mà bằng có cái chân váy nha các chị. Mà ra cái yếm này các chị mặc hành đầm cũng được nếu mà chị nó sexy nha. Còn nếu mà chị nào ở nhà có áo mà mình màu trắng á, mình muốn phối chung á thì có thể kết hợp cho em luôn. Ủa hôm nay có mã hoa đẹp quá vậy ta. Chân váy em mặc hết M nha mọi người, chân váy trắng mặc hết M. Áo em mặc trên người màu trắng có viền đen là hết XM. Dạ, yếm chỉ còn màu nâu thôi nha chị Cẩm Thành. Yếm hết đen lâu rồi mọi người ơi. Cá là mọi người mua về phối chung với chân váy với chân váy lẻ với quần lẻ đẹp lắm á. Tí hỏi có ra cáo trắng chơi các chị mình mặc cái này. Rồi, bây giờ em sẽ ra tiếp tục với các chị mình luôn là một cái yếm trơn. À lòng xin lỗi, một cái đầm trơn. Một cái đầm trơn này của nhà em thì có 3 màu lận. Cái mẹ nó chạy đâu trời. Rồi, ok. Tin 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 tin. Jingle bell, jingle bell. Đơn thứ 7 đi chưa Ngọc? Dạ đi rồi chị. Đơn thứ 7 đi hôm qua rồi các chị ơi. Tại vì bên em nói là đi cho thành phố Hồ Chí Minh á, là tầm từ khoảng 1-2 ngày là có đơn. Còn ở tỉnh là tầm 3-5 ngày nha các chị nha. Còn nếu như mà các chị mình ở khu vực mà mình dịch á thì cứ lên đơn giùm cho em đi các chị. Bên em đi được bên em sẽ gọi điện cho mình. À không đi được bên em sẽ gọi điện cho mình nha các chị ha. Để em gài cái nút phía sau. Cái này nó có nút phía sau như thế này nè các chị. Đó. Rồi, bây giờ chị nào mình chưa có mã này comment nha. Mẫu này hôm nay sale rẻ luôn nha các chị. Mẫu này hôm nay sale rẻ luôn. Áo em mới ra lúc nãy chỉ có cho mọi người. Bây giờ còn các chị mình là size XL thôi nha. Màu trắng những cái chất lụa mango nè các chị. Thích lắm ha. Nó mưng mướt mà nó bồng bềnh mà nó đẹp gì đâu á các chị ơi. Nên là bây giờ chị nào chưa có comment giùm cho Ngọc nha. Để Ngọc chốt đơn cho các chị mình luôn nha các chị ơi. Dạ, chia sẻ livestream nha. Comment đầy đủ chia sẻ chính xác Ngọc sẽ chốt lên cho các chị mình luôn. Wow, quá xinh, xuất sắc luôn. DX72 hôm nay sale rẻ các chị mình ha. Đợt bán 129 hôm nay 109 nha. Giảm 20.000. Giảm 20.000 trong livestream ngày hôm nay nha. Quá đỉnh luôn. Mẫu này có 3 màu, màu cam nè các chị. Màu nâu và màu vàng nha. Rồi, màu cam, màu nâu và màu vàng nha các chị mình nha. Chị nào chưa có mã này các chị comment giùm cho em nha. Màu cam, màu nâu và màu vàng giùm cho Ngọc nha các chị ơi. Form thiết kế cổ giùm cho em là cổ mũi nhọn ha. Và mẫu này thì các chị mình có thể thấy được là cái form đầm nè. Nhìn mặt lên dáng mình rất là cao và đây là dáng qua gối nha. Nên chị nào mình ưng dáng qua gối này thì comment giùm cho Ngọc liền. Để Ngọc chốt đơn cho các chị mình DX72. DX72 nha các chị mình nha. Có cam, có nâu và có vàng. DX72 cam nâu vàng. Chị nào chưa có comment cho em liền.
À báo sai nha các chị mình nha. Màu cam với màu vàng còn ML. Cam vàng còn ML. Nâu còn ML XL. À nâu có thêm XL nữa các chị. Nâu là còn ML XL, cam và vàng còn ML cho các chị mình thôi nha. Cái mẫu này là váy chiều dài sẽ là qua gối cho các chị mình nha. Nên là bây giờ chị nào chưa có comment cho Ngọc nha các chị mình ơi, chia sẻ livestream nha. Cái gì vậy? Comment đầy đủ chia sẻ chính xác nha. Dạ mê quá mà đúng rồi chị. Còn ML nha các chị, ML là 52 cân eo 68, L 56 cân eo 72 nha. Chất giùm cho em các chị ơi. Cam hết L. Rồi ok, cam hết L nha các chị mình nha. Trời ơi cam hết L các chị ơi. Các chị ơi này còn đủ mà mỗi cái như là các chị ha, giọt nước tràn ly với các chị mình ơi. Nó ít lắm nha các chị. Nên là vậy là mình đặt hàng comment cho em liền nha. DX72 cam hết L còn M các chị mình thôi nha các chị ha. Màu vàng còn ML, màu nâu còn MLXL. Tức là bây giờ màu nâu có thêm XL. Cả ba size đều hết size S nha các chị nha. Dạ, chất vải là gì ạ? À? Dạ chất này của như em là chất vải có tông lụa nha các chị. Chị nào mình chưa có mẫu này thì comment giùm cho Ngọc. Chị Anh Hương ơi, kèm size kèm màu cho Ngọc nha. Mình comment bị sai rồi đấy, 72 phải 73 đó chị. 72 mới đúng nha chị nha, 73 là sai đó. Rồi, mẫu này là dọc đầm là dài qua gối đó mọi người, nó có tới hai form lận. Nhưng mà hôm nay là em sale mẫu đầm vào qua gối nha mọi người nha. Và cái mẫu trên gối là các chị mình thích lắm nên chưa có sale được nha các chị mình ơi. Với lại là cái mẫu trên gối là bây giờ em chưa có về hàng kịp cho các chị mình đó. Là hôm nay là còn vài cái trong kho, cái mẫu này em sẽ ra cho mọi người hết luôn, cho nó hết sạch luôn nha các chị nha. Rồi, chị nào chưa có mã này comment giùm cho Ngọc để Ngọc chốt đơn nha. DX72109. Ok chưa ạ? DX72109.000. Rồi, ok, nâu còn ML. Vậy là bây giờ nâu với vàng còn giống nhau nè mọi người. Nâu với vàng còn ML nha các chị mình nha. Tại vì cái này mỗi size các chị mình thấy em báo vậy thôi, chứ mỗi size còn có hai cái à, một cái à. Giống như cái màu cam này các chị. Mới ra còn có cái L là hết luôn á các chị. Cam còn một size M là eo với 68 mặt vừa, vàng và màu nâu còn ML cho mọi người. M là eo với 72 chen vừa và cân nảy 56 nha. Ngực của L là 90 các chị, còn ngực của size M là 85 nha mọi người nha. Mỗi size cách nhau 5 xăng nha các chị mình ơi. Rồi, đây là mặt sau nè các chị, vừa có khóa kéo và vừa có nút cài các chị mình luôn. Rất là xinh nha. Đó các chị, nên là chị nào mình chưa có thì mình comment cho Ngọc để Ngọc chốt đơn nha. Màu nâu, màu vàng, màu cam nha các chị. Màu nâu, màu vàng, màu cam đặt hàng comment đầy đủ giùm cho em nha. À, DX72109.000. Ok chưa ạ? DX72109.000 trong like. Phơm là phơm A nè, nhưng mà được cái là chất vải giùm cho em ha các chị ơi. Nó dày dặn, dễ mang cho nên là các chị mặc lên nó rất là đứng phơm mà nó không có bị người ta gọi là sao ta, không có bị quá rũ nha các chị. Đồ cái này xinh lắm mọi người, và nhìn lên phơm rất là đẹp nha. Rồi màu cam, màu vàng, màu nâu nha. Màu cam và màu nâu nha. Xong mẫu này em ra đầm hoa cho mọi người, đẹp ngất ngay gà tay luôn các chị ơi. Xong mẫu này ra đầm hoa cho mọi người nha. Hoa hồng là full tràn viền luôn á. Chị nào không chia sẻ đầm hoa chuẩn bị ra em không chốt đơn được đâu nha. Nói trước đó. Còn chị nào mà đã chia sẻ đầu like rồi thì không cần phải chia sẻ nữa nha. Em có kiểm tra hết. Em có đội ngũ riêng để kiểm tra lượt chia sẻ hết. Nên ai mà chị nào mà không chia sẻ mà đặt hàng là không có chốt đơn đâu nha. Đầm này ở ngoài đẹp lắm. Cảm ơn chị Cẩm Hương rất là nhiều. Đúng rồi. Đầm này em bán tầm khoảng 2-3 đợt rồi đó các chị. Nên là khách mua rồi. DX72 đợt này là về đợt cuối luôn. Đợt có nhiêu ta? Có 4 màu lận. Mà giờ còn có 3 màu là các chị hiểu rồi đó, mà còn lẻ tẻ không à, chứ không phải là còn nguyên si nha các chị nha. Đó, rồi em này mất sim rồi các chị ơi. Chị nào mình chưa có mẫu này comment nha. Còn lẻ sai. Rồi màu vàng, màu nâu là em còn cho các chị mình nè. Vàng nâu là còn ML nha các chị nha. Vàng nâu là còn ML, cam là còn xem M thôi. Rồi chị nào chưa có mã này comment cho Ngọc, để Ngọc chốt đơn cho nha. Đó, màu vàng, màu nâu là em còn cho các chị mình là size M và L nha. Ưu tiên vậy nào mình đặt hàng trong like nha các chị mình ơi, màu cam xinh quá. Lâu lâu mình lên màu cam đẹp. Chị Thu Trang ơi, màu nâu em hết XL nên không chốt đơn cho chị được đó chị. Dạ cả ba màu đều hết XL chị ơi. Cả ba màu đều hết XL. Bây giờ em chỉ nhận size L đổ lại thôi. Còn XL và S em không nhận nha các chị nha. Em còn size M, size L thôi các chị. M là màu cam còn size nè. Màu vàng với màu nâu là còn ML cho các chị mình nha. Số lượng chỉ có cho các chị mình bây giờ còn á. Bây giờ còn cho các chị yêu của nhà em ha, là còn là 3M và 3 size L màu vàng. Còn cái màu nâu là còn 2L và 2M các chị ha. Dạ đúng rồi chị Cam Đất các chị yêu ơi. Chị Mỹ Lệ ơi, phải comment cùng một dòng nha. Chị Mỹ Lệ comment cùng một dòng mấy chút thôi cho chị Mỹ Lệ được á. Rồi mẫu chân váy này của nhà em nè các chị nào chưa có comment dùm cho Ngọc nha. Chân váy này thì em hết size M rồi. Em còn cho mọi người size S, size L, XL, mã là VSX55, 95 ngàn nha. Chất banh gồ đây là không biết nào mà sale hạ xuống nữa. Có lót bên trong, chất vải rũ nhẹ và nó có túi cho các chị mình như thế này ha. Rồi chị nào chưa có comment dùm cho Ngọc nha. Dạ có đầm đỏ không Ngọc ơi hả chị? Đầm đỏ hôm nay không có rồi chị ơi, chị đi mặc Leroy đúng không? Để ngày mai hoặc là tối nay em coi có không, em nhờ các bạn lên các chị mình nha.
chuẩn bị ra làm hoa hồng cho mọi người luôn các chị ơi, đỏ một rừng hoa luôn các chị ha. Rồi bây giờ chị nào mình chưa có mẫu này comment nha, màu cam đất luôn cũng xinh nè, hoặc là các chị mặc màu vàng đi Noel cũng được nè, vàng các chị mặc như là một cái ánh đèn trong Noel nè, màu đỏ hay là tượng trưng cho ông nhà Noel nè các chị ha, màu xanh tượng trưng cho cây thông, màu nâu tượng trưng cho cái trái thông á các chị ha. Đó, nói chung là thường thường á cái màu chủ đạo của Noel là màu đỏ nè, màu trắng cũng được, màu đỏ, màu trắng, màu xanh, nhưng mà bây giờ các chị mình có thể biến tấu thêm màu vàng là của ánh đèn nè, màu nâu là của trái thông nè các chị ha. Đó, các chị mình có thể mua mình bù đắp bù trừ qua lại nha. Dạ, chân váy bao nhiêu vậy? Chân váy 95.000 á chị, chất bangle. Chân váy 95.000 chị nha. Mã là VSX 55 95.000. Dạ. Chân váy này em nói thiệt với các chị mình luôn á, đi đâu mà được chân váy này. Đỉnh lắm luôn. Tại vì cái chất các chị thấy nè, lụa mango là không thể nào bao giờ có giá này hết. Đợt em sale cho mọi người giá là 109 thì phải, hôm nay còn 95.000 thôi nha. Bởi vì nó còn lẻ size, còn size S, size L, XL nha. Chân váy mình có rồi, đẹp lắm, cảm ơn chị Hoa Hồng. Đúng rồi chị, em cũng có một cái đó rồi, dễ thương lắm mọi người. Chị chip chip cho em xin thêm size của chị nha. Rồi chị chip chip ơi, trên em xin kèm size chị chip nha chị yêu nha. Rồi, chị chip chip, chị có cần anh Ken không? Em chip cái Ken. Rồi, DX72 109.000 nha. Màu ca có nằm trắng tối qua like không bạn ơi? Chị Hồng Thịnh comment ở chung một dòng giúp em với ạ. Dạ đầm trắng em không có chị, đầm trắng em hết sạch rồi. Chân váy trắng mình có rồi, đẹp lắm, cảm ơn chị nhiều chị Hoa Hồng nha. Chân váy trắng em cũng có rồi, cái chị mình dễ thương lắm, nó dễ phối áo lắm mọi người, chân váy trắng á. Chị chiếc chiếc comment chung một dòng giúp em nha chị. Dạ đúng rồi các chị. Có size, có màu, có số điện thoại ạ. Đúng rồi, có mã, có size, có màu, có số điện thoại mới chúng ta cho các chị mình nha. Rồi, bây giờ em qua hoa các chị mình nha. Rồi ok các chị mình ha. Bây giờ mình sẽ qua, trước khi qua hoa em sẽ qua áo trước đi. Em sẽ qua áo trước cho các chị mình nha. Dạ, à chị Nguyễn Phan Hồng, chị Nguyễn Phan Hồng Thịnh ơi, kèm cho em cùng một dòng đi chị, kèm một dòng em mới chốt đơn cho mình được nha. Mới nhận hàng xuất sắc luôn em ơi, cảm ơn chị Thúy ha. Chị Thúy Hương Phan nha. Chị chip chip ơi, size L phải kèm một dòng giùm cho em nha. Cho em áo sơ mi đi chị hả? Sơ mi thì hôm nay cũng không có nè ơi. Sơ mi không có nè nha. Bây giờ mình sẽ ra chân váy trắng. À chị Minh Minh ơi, chị Minh Minh comment giùm cho Ngọc là VSX 55 là mã của chân váy trắng, rồi comment cho em size S số điện thoại chị nha. Rồi mẫu áo đầu tiên hả chị? Được luôn, mã áo đầu tiên của nhà em các chị phối chung với chân váy trắng là hơi bị xinh luôn á. V em nhầm, áo này là ASX 64, áo này là ASX 64, giá chỉ có 75.000 thôi, chất KT Thái nha, hàng Thái thì mọi người sử dụng cực kỳ là bền luôn và nó không có bị xù lông cho mọi người nha, đặc biệt không bị bể màu đâu ha, các chị mình an tâm dùm cho Ngọc nha. Nên là chị nào mình chưa có cái phơm áo này comment dùm cho Ngọc nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị qua một cái mã tiếp theo cho các chị mình ha, là chân váy trắng và áo đen cho mọi người để mọi người mua hàng nha. Để em xíu nha, em còn cái mã hoa đẹp lắm, đợi em xíu. Em còn mặt đồng hoa dễ thương lắm các chị mình ơi, đợi em xíu nha. Cương xỉu luôn, chị nào chưa có comment cho Ngọc nha. Chị Nguyễn Hồng Nguyên cho em xin lời cú pháp của chị nha. DX72 mới đúng không? Chị lên lời cú pháp giúp em phải không? Rồi chị Nguyên ơi, lên lời cú pháp cho em nha. Áo đen có viền ren màu trắng ở phía trước đó mọi người. Dạ rồi, màu cam hết luôn chị. Thôi được rồi, được rồi. Tưởng sợ tưởng nhớ chứ. Rồi màu cam hết sạch nha. Rồi đầm cam hết cho các chị mình ơi. Em lên cho các chị mình là chân váy màu trắng em mới mặc qua là VSX55 với cái áo đen này. Và nói nó xuất sắc luôn. Này đi cùng một set mà không bé. Này một set của nó luôn nè. Rồi nâu hết L luôn. Rồi ok các chị mình, nâu hết L, đầm nâu các chị. Chị Hạnh Nguyên chị cho em xin thêm màu và số điện thoại của DX72 nha chị. Để em kéo cái chân áo xuống cái đợi em xíu các chị nha. Rồi, mẫu này của nhà em là áo là ASX55, còn chân váy là VSX55 các chị mình nha. Chân váy 95.000. Áo hôm nay sale rẻ luôn. Rồi ok các chị mình.
mẫu này của nhà em này các chị ơi, chị nào mình chưa có ngầm anh dễ thương không? Dễ thương không các chị mình? Quá dễ thương luôn. Wow, good job em luôn. Dạ, mẫu này thì là áo là ASX55 nha các chị mình nha. Còn size gì bé ơi? Chân váy hết mờ. Chân váy hết mờ, áo đủ size. Cái này là chân váy có túi luôn nha mọi người nha. À, set này còn số lượng cực kỳ ít luôn nha các chị mình nghe, nên chị nào mình chưa có thì comment giùm cho em nha. Dạ, cái này mua set thì là SX55 cho Ngọc nha các chị. Mua cả set thì là SX55 giùm cho Ngọc nha các chị mình ha. Dạ rồi, áo 75.000, áo hết S, chân váy hết M. Ok chưa ạ? Tất cả các size còn lại còn đều còn nha. Tất cả các size còn lại đều còn nha các chị mình ha. Dạ, áo hết S, chân váy hết M. Vậy là bây giờ áo còn cho mọi người size M, size LXL, chân váy còn size S, size LXL cho các chị mình nha. Vậy nào chưa có comment giùm cho em 75.000 áo và 95.000 chân váy nha, để cho mọi người. Tổng một set anh em mặc 170 thôi, 170.000 áo giùm cho em là chất vải KT, có chị 2 KT lụa, còn chân váy là chất vải mango nha. Rồi chị nào chưa có chân váy comment nha. Cưng chưa? Đây là một set của nó luôn á. Nên là nếu mà bây giờ chị nắm mua một set mà đồng điệu thì bây giờ còn các chị mình là size LXL nha các chị. Còn bây giờ hiện tại là nếu mà muốn mua size đồng điệu ghép với M là không được. Các chị mình có thể mua lẻ size, tách size gì đấy. Rồi ok, chân váy hết M, à hết S luôn rồi. Chân váy hết S nha mọi người nha. Rồi chị nào mình chưa có mẫu này nữa trên tay nha. A, S, X, 55 là áo. Áo hết cho các chị mình là size M. Cái gì? S đúng không bé? Dạ, áo hết S. Áo hết S, áo còn size M. Ờ đúng rồi, chân váy còn size LXL. Áo còn cho các chị là M, LXL nha. Rồi chị nào chưa có mã này comment giùm cho Ngọc nha. Cưng mọi người ơi, thì cái áo này á, thật sự nếu mà không phối chung với chân váy này thì các chị mình có thể phối chung cho em với quần jean hoặc là quần dáng suông mà lưng cao nha. Lưng cao lên mới đẹp nha các chị. Và cái nút này của nhà em là dáng nút là nút đính nha mọi người. Phần tay dung rất là đẹp và cái phần bản cổ nè. Đó, 75.000, hôm nay do còn lẻ size em sale rẻ luôn ha. Áo hồng phía sau hả chị? Áo hồng phía sau hả chị ơi. Rồi áo này của nhà em là AO3. Em hết cho các chị mình là size S hay XL? AO3. Rồi AO3 màu hồng hết S nha các chị. Màu trắng hết size S với M. Mẫu này giá cho các chị mình chỉ có 99.000 thôi nha. Chất bango luôn, cái chất nó cùng với chất vải cái chân váy với mọi người ơi. Rồi còn màu trắng nè, là em còn cho mọi người là size LXL nha. Chị nào chưa có mã này comment cho Ngọc để Ngọc chốt lên cho các chị mình nha. Ok chưa nè, thông tin đầy đủ nha các chị mình ơi. Dạ, ASX55 nha các chị. Nhớ em cho em phải đúng mã, đúng số nha. Em sợ nhất là đúng mã mà bị sai cái số các chị ha. ASX55 và kèm cho em áo hiện tại bây giờ hết S rồi, em ngưng nhận S áo nha. Còn chân váy ngưng nhận S với M các chị ha. Chân váy sẽ nhận size lớn LXL nha. Rồi em sẽ bước sang cho mọi người xem thử nè. Cưng lắm các chị ơi, mẫu này ha. Chân váy điệu đà đáng yêu lắm luôn á. Cái này chân váy lâu lâu mình đang có trong tủ đồ. Tại vì cái mẫu này là các chị em có set đồ này rồi. Em mua về em phối chung với quần suông của em mà đơn cao, nhìn nó cưng ơi là cưng luôn. Nhìn nó cưng ơi là cưng luôn á. Là chị nào mình chưa có mã sản phẩm này không mà nhìn cho em nha. Trời ơi đẹp mà không thể nào diễn tả được luôn các chị mình ơi. Dạ à, đúng rồi chị, áo này dễ thương lắm đúng không chị ha. Nó không phải nút cài nhưng mà được cái là nó tròn đầu, nhưng mà nó không có bị quá khó bởi vì phía sau nó có một cái phần khóa cài nè. Và theo như em nghĩ là cái phần khóa cài này rất là nhiều chị nói là em ơi khóa cài ở phía sau nó làm vướng tóc của chị á em ơi. Dạ quan trọng là các chị mình biết sử dụng, hoặc là các chị mình có thể mình hất tóc ở phía sau giùm cho em nó vừa phải thôi. Hoặc là nếu mà các chị mình sợ vướng tóc, các chị mình có thể dùng một cái kẹp dịch hay là một cái kẹp càng cua chị mình kẹp nó giùm cho em được không. Đó nó cũng dễ lắm, tại vì các chị muốn mặc đẹp mà giờ thiệt luôn á. Đôi khi có những cái kiểu như là các chị biết sao mọi người, đôi khi mà em chọn nút lựa nút cho các chị mình á, có những cái mẫu nút đó phù hợp với cái mẫu thiết kế đó, nhưng mà khi mà mình kết lại á thì cái phần cái kiểu như là cái phần kỹ thuật á các chị nó không có hợp với nhau, hay là đôi khi mình phải bỏ. Thì giống như các chị mình muốn mặc áo này đẹp, các chị mình không cái phần cài phía sau thì các chị mình phải tìm cái cách nào đó để mình mặc được cái áo này mà nó không có bị vướng cái phần tóc phía sau nha mọi người nha. Đó là cái kinh nghiệm của em thôi chứ không gì hết. Nên là chị nào mình chưa có cái áo này, các chị mình comment cho Ngọc nha. Mình có được chốt váy DX72 không chị Thu Trang ơi? Kiểm tra tin nhắn nha các chị ơi. Tụi em có tin nhắn tự động á, có nghĩa là nếu mà chị nào mình nhận được tin nhắn tự động là các chị mình có đơn nha mọi người nha. Rồi chân váy này còn hai cái S, anh chào xin lỗi, hai cái L, hai cái XL là em hết nha. Hai size L và hai cái XL là em hết nha các chị.
Rồi ok, áo hết ML luôn rồi, nhanh dữ ta. Có một cái dèo xuống rồi hết ML luôn. Rồi, áo còn size L 60kg, ngực 95 cho em vừa. Áo hết 3 size lớn rồi, 3 size nhỏ rồi các chị ha. Chân váy, vậy là bây giờ nếu như chị nào muốn mua cả set là em còn chốt được mà, XL. XL cho các chị mà nha. Chân váy còn size L, XL, chân váy 2L và 2 size XL đẹp hết luôn. Áo em còn cho mọi người là 4 cái size L đẹp hết luôn nha các chị nha. Rồi chị nào chưa có mẫu này comment giùm cho Ngọc nha. Form này mặc lên thùy mị giờ. Là nét na các chị mình ơi, là dễ thương lắm. Cái này kiểu mà tiểu thư á các chị. Nhìn giùm cho em nè, cưng mọi người ha. Một set như thế này xương xương ra đường được rồi mọi người ơi, không cần phải cầu kỳ quá đâu. Quá dễ thương rồi. Cái mẫu này các chị mình có thể phối cho em một cái đôi cao gót 3 phân như thế này thôi nè ha. Một cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh này các chị ha, được cây son cũng vui rồi các chị. Rồi chị nào mình chưa có mã này comment nha. ASX55 chân váy là VX55, áo 75 chân váy 95, cộng lại 170 không các chị ơi, không có mắc đâu mọi người. 170.000 cho các set này là quá rẻ luôn á các chị ơi. Dạ, mã size xinh hoài nha. Cái tay nó phồng phồng, nó dung dung lên nhìn xinh đó mọi người ha. Nhìn quá xinh luôn á, cực kỳ đỉnh luôn á. Rồi chị nào chưa có áo comment áo, chưa có chân váy comment chân váy nha. Cứ hệ váy là V, cứ hệ áo là A, còn cả sẽ là S nha các chị. Cả sẽ là SX nha các chị mình nha. Rồi bây giờ chuẩn bị qua một cái mẫu tiếp theo cho các chị mình luôn nha. Chị nào mình chưa có thì mình tranh thủ nha. Để mình có cái gì bây giờ ta. Bây giờ em sẽ quay các chị mình tiếp tục là cái đầm đi ha. Đầm hoa đi nha mọi người nha. Đầm hoa này em dơ cho mọi người xem á. Hi chị, hi Ly Đỗ nha. Chị chào em Ly Đỗ ơi. Dạ rồi bây giờ mình sẽ có mẫu tiếp theo nha. Em nhắc lại là bây giờ áo còn 4 cái size L này em hết. Chân váy còn 2 cái size L và 2 cái size XL. Chân váy 95.000. Chân váy là VSX55. Áo là ASX55 nha. Áo là 75 chân váy 95 nha. Rồi qua mẫu tiếp theo nha các chị. Để các bạn sẽ giới thiệu cho các chị mình cùng xem lại cái mẫu phía sau nha. Rồi qua đầm hoa luôn. Chưa vừa đúng không? Giới thiệu cho bé ơi. Dạ, ở trên sàn em còn một số sản phẩm Trang sẽ giới thiệu cho các chị nghe nha. Cái đầm vàng và cái đầm nâu mã là DX72. Màu nâu bây giờ em chỉ còn size màu nâu bây giờ. Màu nâu bây giờ em chỉ còn size M thôi ạ. À. Màu vàng thì em còn ML nhưng mà số lượng rất là ít luôn. Cái đầm này hôm nay size chỉ còn có 109k thôi. Mấy chị lấy thì lên cú pháp là DX72 kèm màu kèm size kèm số điện thoại. Khách cũ kèm DCC giúp em là sẽ được chốt đơn ạ. AO3 là áo màu hồng và màu trắng ạ. À. Áo màu hồng thì em còn size ML XL, màu trắng em còn LXL. Mã là AO3, giá 99.000 ạ. Cái này cũng còn số lượng rất là ít nha. Rồi, tiếp theo là cái set nha. Cái set là YSX64 là yếm nâu, em chỉ còn size SML, chị nào lấy lên cứ phát giúp em. Kiếm hôm nay set có 95.000 lần đầu tiên lên thì mình xem giá nhất là thấp luôn. Đúng rồi. Một like này thôi nha các chị. Rất là rẻ luôn á mọi người. Còn áo caro đi chung với set yếm là ASX64 ạ. Là cái này nè các chị. Em còn CL và XL thôi. Chị lấy lên đơn cứu phá giúp em nha. Dạ, còn áo này thì là em mới quay các chị mình đây là ASX55, còn cho mọi người XL thôi à. Giá 75.000, áo trắng có viền áo đen có viền cổ trắng như thế này. Còn chân váy là em còn cho mọi người size L XL là VSX55 nha, 95.000. Tại chân váy chiếc bangle các chị không có giảm nữa mọi người ơi. Vậy là 95.000 là rẻ lắm rồi. Nha mọi người nha. Nói chung là em có sao nói vậy cho các chị mình đó, cái nào giảm được em giảm, nào cái không giảm được là không giảm nha mọi người nha. Giá này giá rẻ lắm luôn rồi đó mọi người ơi, 95.000 mà hai lớp nè, mà chất mango nè, mà còn có túi cho các chị mình nữa. Rồi. Cái set này nếu mà chị nào mình đặt thì bây giờ em còn nhận cho các chị mình là size XL nha các chị ha. Rồi chị nào chưa có comment cho Ngọc nha. Trời ơi cái đồng hoa nó đẹp quá ta ơi. Em nói thiệt cái đồng hoa đẹp quá. Còn SML chị. Rồi chỉ còn SML em ơi. Ok, SML là thấy vui đó các chị. 3 size nhưng mà ít lắm. Ít lắm các chị ơi, em mới ra cuối like vậy nè. Chứ mà nhiều không bao giờ ra cuối like đâu các chị. Cho mọi người săn nó dễ. Nên là các chị mình nhớ nha. Nên bình thường á mà các chị nào mà nhận có cái gì mà lợi thế
mà đôi khi mà mình vô ngang không mình vô sau nó cũng hô, nó cũng vui, nhưng mà cái gì mình vô trước thì nó có cái vui của vô trước là sao, cái chị mình săn được đồ giá không đồng ha, em nhầm giá 9.000 nha các chị, một cái yếm này em tặng 9.000 ha các chị ha, có 925 cái ấy em tặng hết 10 cái, còn có 915 ngàn để chốt, để 915 cái để chốt với các chị mình thôi à, cái yếm không á nha. Còn cái áo là có 505, bây giờ hiện tại là áo thì chỉ còn để các chị mình tầm khoảng 55 cái hoặc là 56 cái gì à, em không nhớ nữa. Rồi chị nào mình chưa có cái yếm này comment giùm cho em nha. DX84 145.000, ô lại mua nữa rồi các chị. DX84 145.000 ha. Dạ em này của nhà em là chất voi lụa nha, voi lụa. Nhưng em này là voi lụa nhưng nó không có bị mỏng như là chất voi không nha mọi người, nên là không phải lót ở phía trên, chỉ có lót ở phía dưới cho các chị mình những này thôi ha các chị ha. Nên là bây giờ chị nào mình chưa có mã sản phẩm này không mà nhầm cho Ngọc nha. Dạ nhớ 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 kèm cho địa chỉ cũ nha mọi người. Cái hết sai. Ủa gì vậy trời. Wow, đứng hình mất 5 giây. Trời, nhìn thấy này giống như hai con gì vậy trời. Giống như hai con cá kìn kìn đó. Rồi còn một cái S nha. Rồi còn một cái S nha các chị. Chị ơi em nhắn được nhận được đồ rồi, đẹp lắm. Cảm ơn em nhiều nha bé ơi, bé gì nè, bé Yến Nhi nè. Yến Nhi Nhi hai chị ơi. Còn một cái S cuối cùng ạ. Rồi đến 84 còn một cái S cuối cùng các chị ơi, còn một cái S cuối cùng. Rồi em giơ tay cho các chị mình luôn nha. Rồi còn một cái S à, DX84 một cái S cuối cùng nha. Chị nào nhận được tin nhắn có đơn nha. Tại vì cái này chỉ có tổng cộng hết luôn 10, 20, 30. Có vài chục cái rồi các chị mình ơi. Rồi, bây giờ mình đẹp thiệt hả ta. Mời chị ức của bà. Hết luôn nha. DX84 hết luôn. Mấy chục cái quá nhiều luôn. Cái này chỉ cái em... Cái đồng đều hết cho nên lên. Đúng rồi, nên là cho nên là bây giờ các chị mình lên lẹ lắm. Rồi em lên chiếc áo trắng. Ồ cái chiếc này mát quá ta. Cái chiếc quần em lên quần nha mọi người nha. Cái gì vậy? Không. Ủa cái áo nào ta? Có này không? À cái áo trắng này các chị mua phối luôn với yếm được luôn nè, cái này bán rồi mà. Cái này mua chung phối chung với yếm được nè các chị ơi, tại vì không đủ vải để mang thêm cái áo trắng thôi chứ mà các chị mặc như thế này rất là đẹp nha. À bên em còn cái đầm hoa cuối lai rất là xinh luôn nha các chị. Tin 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 tin. À này bạn đi nuôi em được mà. Thằng nào? Nơi em, bạn đầm này xinh xắn lắm luôn các chị. Cái đầm dễ thương lắm các chị, nãy em nói với chị mình là có một cái đầm mà tiểu thư mộng mơ á. Cái này cột sao ta? À thắt lại phải không? Rồi ok các chị mình. Cái này á, không. Em đem cho mọi người xem thử nha. Đợi em xíu đem để em ấy vô. Cái này giống chất lay nền. Cái này chất lay nền đó mọi người. Cái quần cũng vậy nha. Nó mát lắm mọi người. Và nó mỏng mỏng nhưng mà nó không bị, nó không bị phải là mỏng mà lộ nội y đâu nha. Các chị thấy nè. Không phải là mỏng lộ nội y đâu các chị mình nha. Các chị luồn qua dùm cho em đây. Cái áo trắng này nè mọi người. Cái áo trắng này của nhà em là các chị mình có thể phối có thể phối dùm cho em với cái yếm đầu lai đẹp lắm. Áo trắng này nè. Hồi nãy em nói với các chị mình đó. Đây, cái này các chị làm như vậy nè các chị nè. Mọi người sẽ luồn vô trong cái lỗ to nhất. Xong rồi, gì vậy? Xong rồi các chị mình luồn qua, các chị mình bẻ hai khóa này ra nè, xong các chị mình luồn một cọng dây này qua đây. Ha. Cái này cũng có nhiều chị biết á, cũng có nhiều chị không biết, các chị mình không biết sử dụng như thế nào. Đó, rồi xong, trở lại một chiếc dây nịt rất là xịn sò. Ok. Rồi, mẫu này chị nào mình chưa có comment nha. Có quần này mát quá mọi người ơi. Đây các chị. Cho mọi người xem, cho các chị mình xem thử áo này có phù hợp với những cái mẫu khác không. Tất nhiên là đẹp lắm. Đây là mọi người, cái yếm đầu lai mà các chị phối cái áo đẹp lắm đó nha, nó thiệt. Đấy, xinh chưa. Cái phân tay nó cũng y chang yếm phân tay của áo caro luôn ấy. Nhưng các chị, như thế này nè. Đó, chị nào chưa có comment nhưng mà em này không phải là mã đó đâu nha các chị nha. Áo này là mã khác, cho nên là nếu mà giờ chị nào mua yếm thì các chị mình có thể là
nhanh tay các chị, cảm ơn chị Vi nhiều nha. Rồi Leno đi các chị ơi, áo là ASX7285000, quần là QSX7205 nha các chị ơi, quần 105, áo là 85000 các chị ơi. Rồi báo size mời. Rồi đủ size, chất dùng cho em là chất vải chất vải linen nha các chị ha. Chất này mặc lên thoải mái dễ mang các chị. Form này cũng dễ chịu nữa, khi nào mình chưa có thì mình comment cho Ngọc để Ngọc chốt đơn các chị mình nha. Chia sẻ livestream. Lẫn cái này vô luôn được không ta? Hay là mình để nó vậy ta? Quay mất tiêu rồi. Rồi, là các chị muốn dắt lên luôn được để cái gì đó. À, các chị muốn dắt không để xéo xéo qua đi mình. Để đó giữ để trọng tâm quá. Rồi, cái này các chị mình để xéo xéo một bên, cái này cũng đẹp nha các chị mình nha. Các chị mình để các chị mình dắt lên luôn nguyên dạng vậy cũng được, nó tùy mọi người ha các chị ha. Rồi, chị nào chưa có ở đây comment cho em nha. Áo là ASX72, mua áo đi các chị mình, phối chung với yếm đẹp lắm nha các chị nha. Yếm màu nâu đầu lai á. Rồi, còn chị nào mua cả set này comment giùm cho Ngọc, cả chất liệu hai sản phẩm đều giống nhau hết. Đẹp. Chị Thu Bạch ơi, nếu mà có đơn thì chị sẽ nhận được tin nhắn là sẽ có đơn nha chị. Rồi, chị nào mà nhận được tin nhắn là có đơn nha các chị yêu của nghe em nha. Còn không nhận được tin nhắn là không có đơn nha. Hoặc là tin nhắn sẽ đến chậm. Nhưng nếu mà từ đây cho đến là từ đây mà cho tới cái live của mình anh buổi tối á, tầm khoảng 6-7 giờ các chị mình đó, thì mà không nhận được tin nhắn là các chị mình không có đơn nha mọi người nha. Là từ đấy tới gì ta? Tới chiều tối mà các chị mình không nhận được tin nhắn là coi như là các chị không có đơn luôn á. Nha các chị, nên là mọi người nhớ lưu ý giùm cho em cái vấn đề đó nha. Rồi chị nào mình chưa có mã này comment giùm cho Ngọc đi các chị ơi, chia sẻ em cho em nha. Dạ, comment đầy đủ chia sẻ chính xác là được nha các chị ơi. Áo là chị có cho mọi người 85.000 thôi. Còn quần 105 nha các chị ha. Quần là 105 nha các chị. Mã mẫu áo là dì Ngọc ASX72 chị Đào Nguyễn ơi, Đào Nguyên ơi. ASX72 chị Đào Nguyên nha. Rồi, chị nào chưa có comment cho Ngọc mã này nha các chị ha. Quần là QSX72 nha các chị ơi. Quần là Q, áo là A72 nha các chị. Quần là QSX72, còn áo là ASX72. Chị nào mình chưa có mã sản phẩm này thì các chị comment giùm cho Ngọc để Ngọc chốt đơn nha. Thông tin đầy đủ nha các chị, mình tôi chia sẻ giùm cho em chính xác là em sẽ hỗ trợ chốt cái giá rẻ cho các chị mình là áo 85, còn quần là 105 nha các chị ha. Áo 85, quần là 105 nha các chị mình ơi. Trời ơi nó rẻ, đúng rồi chị. Quần này một màu, áo một màu các chị mình luôn, và kèm cái phần đai nịt này các chị ha. Cái dây nịt này của nhà em là cái dây rời hoàn toàn nha các chị mình, không có liên quan kiểu như nó không có liên quan với nhau á, nên là các chị mình có thể mình bỏ ra cho em được luôn nha các chị ơi. Rồi chị nào mình chưa có nhanh tay lên đơm cho Ngọc luôn ha, em đang kiểm tra nè. Chị nào comment sai comment thiếu em nhắc liền luôn á. Dạ ok chị Thúy Nguyễn, cảm ơn chị. Quần này mặc mát lắm á mọi người, nó thiệt, nó mỏng mát mà nói chung là nó dễ chịu sao sao mọi người. Dán quần cho em nè, là dán quần xuông nha các chị mình ha. Dạ có chị ơi, em đang lấy áo đó chị Nguyễn Thị Xuân Hương ơi. Áo em đang lai 85.000 nha chị nha, quần là 105. Vậy tính ra sách này có 190 nha mọi người ha các chị, rẻ không mọi người. Tính ra sách này có 190.000 đồng mà phơm lưng nè các chị ơi, hơi bị cao luôn á nha, hơi bị đỉnh luôn ý. Nên chị nào mình chưa có trắng này thôi các chị ơi, áo trắng này là bây giờ là mã AO3, giá là chị có 99.000, chất manh gồ các chị nha. Và bây giờ áo trắng thì chỉ còn size lớn thôi nha mọi người, áo trắng là còn size XL. Còn áo hồng là còn cho các chị mình là size MXL. MXL nha các chị nha. Rồi chị nào chưa có các chị nhìn kỹ cho em là cái phong quần em mặc trên người nè. Trời ơi, nó nâng mông lắm luôn á mấy chị ơi, nó đẹp lắm luôn. Cái dây để mấy các chị dắt lên em luôn nha các chị ơi. Không có để hồng lòng như thế nào, các chị mình dắt lên cho em luôn nha các chị mình nha. Rồi ok chị Thúy Nguyễn, em thấy đơn hàng của mình rồi nha, cảm ơn chị nhiều. Chị Mê Công Mùi ok chị, à chị Mê Công Mùi không bán sai rồi, QSX72 75 là cái không phải là không có nói đâu chị ơi, 72 là sai rồi. Chị Mê Công Mùi nè, có số đuôi là 3874 nè, rồi 874 nè chị yêu ơi, chị không bán lại dùm cho em nha. Dạ 7272 các chị ơi, chị Nguyễn Thị Hạ ơi, khách cũ của bên em nè, chị Hạ kèm với DCC cho em nha, 60kg đổi lại cho em mặc vừa. Áo hết S. Vậy là áo còn gì ta chị quên rồi.
Dạ áo quần ML XL. À quên đủ size. Rồi vậy là bây giờ quần đủ size. Dạ rồi chị Thu Hiền ơi hả? À, em ra tầm khoảng trưa trưa chị, là khoảng đầu giờ trưa chị nha. Rồi chị nào mình đang xem live trên tay DX84 đang mặc trên người à, đang mặc trên người là phải DX84 các chị mình ơi. Mình có đơn DX84 không ạ? À? Rồi chị Thu Minh ơi, em nghĩ chắc không. Tại cái mẫu đầm nó ít lắm cái chị, mẫu đầm hoa hồng hồi nãy á. 56 ký mặc L. À, chị Thu Minh chưa có đơn nha, tại cái đầm đó mình có mấy chục cái. Đúng rồi, ít lắm các chị có mấy chục cái thôi à các chị ơi, hay là các chị mình nhanh tay nha. Rồi, ok chị Thúy Nguyễn nha. Quần là QSX72, chị nào khách cũ nhé, comment chữ dồn đơn hoặc là khách cũ cũng được, hoặc là comment cho em chị DCC cũng được nha. Váy trắng bao nhiêu chị? Váy trắng nào ta? À chân váy trắng là bé ơi, 95.000 bé đẹp ơi. Chân váy trắng là hiện tại là bây giờ chị còn size LXL thôi nha em nha. VSX55 còn size LXL, chích vải lụa mango, hai lớp và có túi cho em bên hông nha bé yêu nha. Rồi, chị nào chưa có comment, quần này nó thì với các chị mình luôn á. Chị nào mà có cơ địa mà kiểu như là đùi to nha em nè, mông to nha em nè, hoặc là mình thích mặc đồ thoải mái thì sao, đùi tao mong to các chị mình không thích phát những cái gì nó nặng nề, các chị ha thì mặc cái quần này dùm cho em, nó thoải mái vô bờ bến luôn. Mà cái phần lưng dùm cho em là các chị ha khá là cao luôn á, nên chị nào mình chưa có nhanh tay em cho Ngọc nha. QS72105 nha, tới cửa hàng thì đủ size không shop. Dạ chị Tình Tina hên xui chị, tại vì bây giờ em không có nắm cái hệ thống của kho, nên là chị có thể là chị có thể là chị ra trực tiếp cửa hàng cho Ngọc nha. Chị ra trực tiếp cửa hàng cho Ngọc, các chị ha biết đây là nó mất tiêu rồi, nó bay, nó mất tiêu hết trơn rồi. Chia sẻ livestream nha, sao bên ngoài còn đậm nữa mà ta. Comment đầy đủ nha các chị ơi. Bây giờ chị nào mình chưa có nhanh tay thì cho Ngọc để Ngọc chốt đơn nha. Áo hết S nha các chị. Áo em hết S cho các chị mình ơi. Áo em gọi cho mọi người xem M, xem XL. Áo đây mặc thôi các chị. Áo đây mặc còn size M, size LXL cho các chị mình nha. Rồi chị nào chưa có áo đang mặc comment giùm cho em nha. Quần đang mặc còn đủ size mọi người ơi. Quần này chất mát to dạng thoải mái dễ chịu lắm và nó nâng mông. Nâng mông cực kỳ luôn. Rồi, bỏ áo ra ngoài cho chị xem form. Rồi ok chị đợi em xíu chị yêu nha. Chị đợi em xíu chị đẹp ơi. Chị Hồng Sương nè. Quần có một màu áo một màu mọi người ơi. Quần một màu áo một màu nha. Rồi, cái chất này chất vải linen cho nên là cái vải nó sẽ hơi nhăn xíu nha mọi người. Này em có xăm nó vậy nha, mát mẻ thoải mái thì các chị mình phải chịu cái độ nhăn của em này chứ bây giờ các chị mình không chịu độ nhăn là bao nhiêu bó tay. Các chị nhăn nhẹ thôi, các chị thấy nè, quần áo vừa phải ha. Cái này các chị bỏ áo ra ngoài cũng đẹp. Đây, nếu mà các chị bỏ áo ra ngoài thì các chị mình dắt cái dây này lên cho em nha. Còn đóng sơ mi thì bỏ dây này xuống cho em sẽ hợp lệ hơn á, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Nhìn sẽ ok hơn các chị ha. Rồi chị nào chưa có mã này comment cho Ngọc nha. Đây dắt cái dây lên nè. Áo được ra thấy bỏ bên ngoài cũng đẹp nữa nha các chị. Rồi, chị nào chưa có mã này comment nha, chắc là đã quá. Thì trước này các chị nào mình đang xem livestream mua về cho mẹ mặc cũng được luôn á. Cái này chất này em nghĩ tầm khoảng 20 độ lên cho em là ổn rồi. 20 tuổi các chị ha. Rồi chị nào mình chưa có mã này comment giùm cho Ngọc để Ngọc chốt đơn nha. Nhanh tay lên đơn đi các chị ơi, em sẽ chốt cho các chị mình bực giả trong live. À Thảo ra ngoài chị Hồng Sương đây chị ơi. Áo này chị yêu ha. Ngực size S, em hết S rồi, em còn size M. Ha các chị, em còn xem M, xem LXL cho các chị mình nha. Xem M, xem LXL. Rồi chị nào mình đang vào xem like, ưng cái mẫu này comment cho Ngọc nha. Em M, LXL cho các chị mình nha. Thông tin đầy đủ cho các chị, chia sẻ chính xác chút lên cho các chị mình nha. M là eo dưới 68 và ngực dưới 85. L dùm cho em là eo dưới 72 và ngực dưới cho em là 90. XL là eo dưới 76 và ngực dưới 95 cho em là vừa. Mông thì yên tâm dùm cho em mông 94 mà em mặc S vẫn ok, thì các chị mình hiểu được là cái phần quần này là phần quần suông, quần thoải mái cỡ nào nha các chị mình nha. Đùi to, đùi em là một bên đùi là vòng đùi em là 52cm nữa các chị ơi, nên là mọi người yên tâm, mỗi là đùi to không to mặc thoải mái lắm nha. Rồi cứ hệ lấy cho em đúng cái phần eo dùm cho em là ổn nha mọi người nha. Rồi chị nào mình chưa có mẫu này comment dùm cho Ngọc nha. Áo một màu và quần một màu nha các chị. ASX72 là áo, QSX72 là quần, dùm cho em học với các chị ha. Em còn một mã đầm dễ thương lắm, chuẩn bị ra cho các chị mình luôn ha. Đầm tiểu thư, đầm mộng mơ các chị ơi. Chất liệu cho em là vải nó cũng rất là mát và dễ chịu luôn ha các chị ha. Dạ, yếm đen đầu lai em hết rồi, còn màu nâu được không chị? Nâu còn size L của chị nè. Yếm đen đầu lai em hết rồi, em còn nâu thôi à. Chị nào mình muốn mua yếm đen á, các chị muốn mua yếm nâu thì các chị mình có thể mua chung với áo này nè các chị. Áo này em có bán lẻ cho các chị mình mà ha. Áo này là ASX72 cộng với yếm là ISX64 cho các chị nha. Áo này của nhà em là 85.000, yếm thì là 95.000, tổng cộng sẽ là chỉ có 100 như ta, 180.000 thôi các chị ơi nha. Đây mọi người thấy nè, yếm màu trắng này phối chung với cái phần áo trắng đẹp các chị ha. Yếm nâu phối chung với áo trắng nè, đỉnh lắm, thì cái tay giống như, cái tay nó giống như cái tay phơm áo của cái yếm lắm, đẹp lắm mọi người, phơm cổ tròn nữa nè nha. Trời ơi các chị ơi, nên mua mẫu này. Yếm này em chưa mặc thôi chứ mặc như là eo ót như thế này nè, các chị thấy nè, hình dung cho em chưa.
đẹp lắm. Yếm này còn size M, size XL nên mua giùm cho em hết đi mọi người ơi. Cái yếm này các chị mình nhanh tay nha, không thôi là hết đó. Rồi, yếm này các chị mua với áo trắng giùm cho em là ổn nha. Ok mọi người. Bây giờ Ngọc sẽ qua mẫu tiếp theo các chị mình nha, để em xíu nha. Qua mã tiếp theo các chị. Qua đầm luôn nha. Qua đầm hồi nãy nha các chị. Ok. Rồi, cái đầm này thì các chị mình yên tâm mặc đi tiệc Noel được luôn. À, Noel thì các chị mặc màu trắng là quá đỉnh rồi ha các chị ha. Vừa có màu trắng, vừa có ánh màu xanh của lá, vừa có màu hồng của hoa, quá tươi. 44kg mặc M có rộng không chị ơi? Dạ 44kg, chị cao bao nhiêu chị? Chị cao 1.5m thì mặc M không rộng đâu nha. Cao 1m55 mặc M cũng không rộng. Cao 1m6 thì mặc mới rộng nha. Áo đen đang treo mã là AFX55 ạ. Giá là 75.000 nha. Còn size L? Còn size L và XL. Không, còn size XL thôi ạ. À, XL. Chị Song Nhi ơi. Chị Song Nhi xin mã yếm ạ. Mã yếm là IFX64 màu nâu, em còn ML XL, mấy chị phải lên đơn nhanh tay nha. Tại vì cái đầm này sale 95.000 còn rất ít số lượng luôn ạ. Cái yếm nó mặc chiếc áo này mới qua đẹp lắm, áo trắng trơn đó mọi người, em khuyên mọi người mà. Chị Tiên Tiên cho em xin thêm màu của yếm nha, tại vì yếm này lúc đầu em có hai màu á. Đúng rồi, không biết là chị lấy M hay L luôn ạ. Rồi mẫu áo phía sau là áo còn là áo màu hồng và màu trắng, mã là AO3. AO3 màu hồng em còn, MLXL màu trắng em còn LXL, giá là 99.000 ạ. Rồi với áo màu đen mã là ASX55, em chỉ còn size XL thôi nhá. Áo là ASX55 thì giá hôm nay sale còn 75.000 thôi. Còn áo caro mã là AFX64 là bận chung với yếm á, mấy chị bận riêng, khóa riêng cũng được. AFX64 có giá 75.000 hả? Áo caro dễ phối lắm các chị. Đây các chị nè, áo trắng này các chị phối với chợ yếm nâu đẹp lắm. Cái đầm nâu với màu vàng, màu nâu màu vàng là mã là DX72, màu nâu em còn size M. Màu vàng em còn ML, chị nào lấy lên đơn giúp em, đầm này chỉ 109.000 thôi nha. DX72. Rồi ok các chị mình, em ra tiếp với các chị mình một cái đầm này nha, dễ thương chưa? Mã quần mới qua là QSX72 ạ. À. Đây các chị, chốt mã 105.000 ạ. 105. Còn cho mọi người đủ size luôn, có kèm cái đai lịch nữa. Bọn mát mà dễ chịu lắm. Đúng rồi, mát lắm các chị ơi. Mỗi lần các chị nào mình thích mặc những cái dáng quần mà mát thoải mái, ít lộ thì nên chọn trên cái quần này nha. Áo hồng mã là AO3 ạ. Áo hồng còn MLXL. Đây, áo trắng này mặc chung với yếm đẹp. Chị nương may áo cho em xin thêm màu của yếm nha chị. Mấy chị nào mà đặt yếm thì cho em xin thêm màu nha. IFX64 kèm màu nâu giúp em chỉ còn màu nâu hoặc màu đen hết rồi. Đúng rồi, yếm là hết đen rồi mọi người ơi, yếm còn nâu thôi. Chị nào chưa có comment giùm cho Ngọc nha. Lâu, cái này lâu rồi nha. Tôi đánh nè. Dạ ok, bây giờ em sẽ lên cho các chị mình loại tiếp theo nha. Đầm này em có hai màu xanh phía sau và trắng phía trước nha các chị ơi. Mẫu này của nhà em là có hai cái đường mở nha các chị nha, cửa chính và cửa phụ nha các chị mình. Mẫu này của nhà em là mở nút được cái phần ngực và các chị mình có thể mở cửa cái phần sau luôn nha các chị mình nha. Cửa nào có gì mở cũng được hết á. Rồi, mẫu này em có hai gam màu xanh và gam màu trắng nha các chị mình luôn. Vừa dùm cho em nè các chị, vừa có họa tiết hình bông hoa và màu xanh xanh của lá nha các chị ơi. Rồi xem lại mấy cái áo đi chị. Ok em luôn, đợi ngọc xíu nha. Mấy cái áo hoa ngọc bây giờ hình này có 1, 2, 3, 4 cái áo ha. Rồi bây giờ mình sẽ giao lại cho nàng xem nha. Áo caro này nè nàng ơi, là ASX64 nha nàng nha. ASX64 giá chỉ có là 75.000. Còn cho mọi người đủ size nha các chị. Áo caro này được phối chung với quần với lại hoặc là cái dây váy trắng này nè, rất dễ thương. Tiếp đến cho Ngọc là mã AO03, màu hồng là em hết size S nha các chị ha. Còn cái màu trắng là em còn size LXL, giá cho các chị mình 99.000. Chiếc mango nha, rượu mango đó. Rồi áo thứ ba dành cho Ngọc là áo đen có viền này, là ASX55, nó cùng mã với chân váy trắng đó các chị mình. Áo này còn size XL thôi. Còn bốn cái cuối cùng nha. Rồi áo này của nhà em giá cho các chị mình chỉ có là nhiêu ta? 75.000. Rồi đầm xanh, đầm đang mặc xanh hết XL.
Ok, đầm đen mặc là màu xanh nó XL nha. Và cuối cùng là cái áo trắng này của nhà Ngọc là cái mã là mới qua thức thì luôn, AXX72 ha các chị ha. Áo này của nhà em thì hết S nha, còn size M, size XL giá chỉ có là 85.000 thôi. Rồi ok. Rồi bây giờ chị nào mình chưa có bạn đang comment nha, chị nào mà mình mới hỏi là cho Ngọc cho xem áo thì các chị mình nhớ đặt nha. Rồi không nhớ mã này thì báo là Ngọc sẽ đọc lại cho các chị mình cho. Màu áo đầm này của nhà em đang mặc trên người thì các chị mình có hai màu nha các chị nha. DX73 145.000. Rẻ mọi người ha, DX73 145.000. Chị nào chưa có màu xanh, xanh này xanh da trời các chị nha, nhạt lắm mọi người, yên tâm không bị đậm quá đâu. Mặc lên nhìn trẻ trung mà nhìn nó cực kỳ là tươi luôn á. Còn màu trắng này của gia đình sang mà nhìn nó dễ mang. Chị là trắng với xanh đều hết S nha các chị ha. Đầm trắng đầm xanh đang mặc đều hết. Vậy hả? Rồi ok, màu trắng hết S, màu xanh hết XL nha các chị nha. Vậy là bây giờ nó hơi bị nghịch xíu nè. Đầm đen mặc trên người là DX73 các chị ha. DX73 145.000, xanh hết size XL, trắng hết S nha. Vậy là bây giờ trắng em còn cho mọi người xem M, xem L, XL, trắng và xem M, xem L, XL nha. Chị nào chưa có comment giùm cho em nha. Đem chốt lên cho các chị mình mức giá rẻ nhất trong livestream ngày hôm nay là chỉ có nhiêu ta ơi. Chỉ có cho các chị mình là 145.000 ha các chị ha. Đợt đầu lên cho các chị mình đầm này 165 ha các chị. Giảm cho các chị mình 20.000 đúng không? Nhiều lắm chứ không ít đâu nha. Màu trắng còn cho mọi người là M, L, XL, màu xanh là còn SML. Xanh là còn SML nha, trắng hết S rồi các chị ơi. Dạ, DX73 các chị, DX73 các chị ha. Chiều dày váy sẽ là qua gối em Sơn Ngọc. Váy này của như em là form dáng A size nha các chị mình ơi. Phần bạn em nó có cái phần gấp giống như thế này nè các chị. Màu xanh này là màu xanh da trời nha, nên mọi người yên tâm không bị quá đậm đâu. Nó nhạt lắm nha các chị ơi. Rồi, chị nào chưa có mã này các chị comment giùm cho Ngọc để Ngọc chốt lên cho các chị mình cho. Và đặt hàng comment đầy đủ các chị ha. Chị Minh Minh ơi phải comment đầy đủ cho em phải là DX73. Phải là DX73 nha, comment chữ DX không là các bạn không chốt cho mình được các chị Minh ơi. Dạ, S nhầm, DX73 màu trắng hết S, DX73 màu xanh là hết XL nha các chị ha, nó bị nghịch tí xíu nha. Chất liệu của em này là chất vải linen nha các chị. Chất vải dày dặn thoải mái dễ mang. Nên là chị nào mình chưa có mình comment giùm cho em nha. Màu trắng lên nhìn xinh đó mọi người, màu xanh lên nhìn cực kỳ là yêu luôn ha. Xanh thì có thiết kế hoa đỏ, còn trắng thì có thiết kế hoa màu hồng hồng. Hồng màu hồng hồng da mọi người ha. Nên là các chị thấy cái màu hồng nó sẽ hơi sáng á, kiểu là cái màu hồng là màu hồng neon á. Nhưng mà ở trong cái mình vải nha, nó có những cái hoa bông tuyết rất là xinh nè. Cái mẫu là cái gì mặc đi Noel đúng là dễ chịu luôn á mọi người nha. Dễ thương lắm, nhìn thấy nè. Nó có những cái bông hoa tuyết như thế này nè các chị ha. Mẫu này mặc đi Noel là các chị mặc bao dễ thương luôn á nha các chị ha. Đôi khi người ta mặc đỏ màu xanh nha các chị mình hòa, bây giờ các chị mình thay đổi xíu đi ha, mặc xanh biển và đã có cái họa tiết nè, cũng có màu xanh nè, màu đỏ, màu trắng nè. Trời ơi đúng là ba gam màu chủ đạo luôn á các chị nào mình lấy mà mặc đi Noel lấy màu xanh giùm cho em nha, lấy xanh giùm cho em nha các chị mình nha. Rồi chị nào mình chưa có DX72 73 em nhầm, DX73 còn mình giùm cho em nha, DX73 các chị mình nha. Rồi DX73 nhớ giùm cho Ngọc nha. Chị nào mình đem xem like nhớ lưu ý là màu trắng hết S, màu xanh hết XL, trắng hết S, xanh hết XL các chị nha. Mình muốn đổi DX75 sang 73 được không shop? 75 này có không ta? Đâu có đâu. Dạ có. Có hả? Có, còn một cái L xanh. Cái này? Ủa, cái này? Cái màu xanh thì mới bị thấp lắm. À, cái... À, rồi ok nha. Chị em hỏi là mình đổi size gì vậy chị ơi? Từ 75 qua 73 mình đổi size gì vậy chị ơi? Tại giờ 75 em còn một cái size L hả? Một cái size L ta. Vậy là chị được chốt lên 75 rồi nhưng giờ chị muốn đổi cái đầm này nè. À vậy hả? Rồi ok các chị mình nha. Chị nào mình chưa có mẫu này các chị comment cho Ngọc nha. Nếu mà các chị muốn đổi qua mẫu đầm này thì các chị mình có thể comment cho Ngọc là mã cái màu và số điện thoại mở hoặc đổi mẫu nha chị, cái mã còn đổi giùm cho em luôn. Cái nào mà các chị đổi á, mẫu nè, màu nè, size nè thì comment hẳn cho Ngọc cái thứ các chị còn đổi luôn. Chứ không cần phải comment từ cái này đổi qua cái kia nha mọi người. Rồi ok, đầm trắng có XL, vậy là bây giờ đầm trắng còn cho mọi người ML nha. Đầm trắng đây mà còn ML nha các chị nha. Dạ, DX73 trắng còn ML, DX73 xanh còn cho các chị mình là ML, à SML. Màu xanh đang còn S nha các chị, xanh đang còn SML, trắng đang còn ML nha. Dạ, mẫu này chắc phải lên nền nha mọi người ơi, có lót bên trong đầy đủ nha, cưng lắm. Nếu mà đi Noel các chị mình nên chọn cho em mẫu này đi, đúng chất luôn á, là bông tuyết rơi ngoài Sài Gòn. Bông tuyết rơi một cái chỗ các chị mình đang ở luôn, các chị dễ thương lắm luôn nè. Đó, nhìn gần nè, vui bông tuyết giùm cho em luôn á. Mà vẫn có cái hoa hồng màu đỏ và có một cái màu hoa, một cái màu xanh của lá ha, dễ thương lắm luôn á. Đúng là cái màu của Noel luôn á các chị ha. Rồi, chị nào mình chưa có xanh comment xanh, chưa có trắng comment trắng nha. Trắng em còn cho mọi người là size ML, M52 cân và eo dưới 68, L
56 cân và eo dưới 72 cho em là vừa. Màu xanh lạc vào cho mọi người là SML nha. Tức là bây giờ cả hai màu đều hết size L nha các chị mình nha. Rồi size size cho mọi người xem thử nè. Mẫu này của nhà em phía sau là kèm khóa cài và nó có cái phần bảng rõ eo là góc ly như thế này nha các chị mình ha. Chị nào chưa có phần bao nhiêu cho Ngọc luôn. Và cái thứ hai là cái phần tay của bên em này các chị nhìn kỹ cho em nha. Là phần tay, cái phần tay nó có cái phần đây các chị, phần vải kéo lên rất là xinh luôn. Chị nào chưa có mình comment cho Ngọc luôn nha. Dễ thương lắm mọi người. Dạ, đầm dễ mặc xinh xắn giá với chất lượng ổn rất khá ok. Cảm ơn chị Thùy Mai rất là nhiều. Cho xem áo vàng cổ đen. À ok chị, cái áo này còn có size XL chị. Rồi, áo này chỉ còn size XL cho các chị mình thôi. Áo này chỉ còn size XL cho các chị của nhà em thôi nha. Chị nào mình chưa có thì mình comment cho Ngọc để Ngọc chốt lên cho các chị mình luôn ha. Áo này chỉ còn XL là ngực dưới 95 cho em vừa nha các chị nha. Ngực dưới 95 cho em vừa. Và quan trọng là các chị phải comment đầy đủ em cho Ngọc để Ngọc sẽ chốt lên cho các chị mình nhanh gọn lẹ luôn nha. Rồi, chị nào mẹ con lục lạc ơi, 51 1m52 51 kg hả chị, mặc cho em là size L nha. Chị mẹ con lục lạc ơi, 1m52 51 kg mặc cho em là size L. Mặc cho em là size M chứ chị, nhưng mà nếu em của chị dưới 6 trên 68 L nha. Không, em nghĩ chị mẹ con lục lạc nên mặc size L đi. Và em của chị phải dưới cho em là 72 mới vừa nha chị mẹ con lục lạc nha. Nếu mà được lên đơn giùm cho em nha. Đít 73 L cả hai màu em đều còn á chị. Rồi áo đang cầm màu màu đen viền ren trắng này là 75 ngàn nha mọi người. ASX 55 còn size L thôi à. XL thì là 60 kg và eo giùm ngực giùm dây với 95 là vừa nha các chị ha. Chị cảm kho đổi sang màu trắng size XL, nhưng mà màu trắng size XL em hết rồi chưa? Rồi chị Cẩm Hai ơi, màu trắng XL em hết rồi. Cả trắng cả size XL đều hết cho mọi người nha. À, áo hồng chị Trần Ngọc Ánh ơi, áo hồng này của nhà em là 99 ngàn nha, chất lượng mango. Còn cho mọi người size M, size XL nha. Giá mã là AO3, chữ A, chữ O với lại số 3 dùm cho em là được ha. AO3. Rồi, phơn cổ thủy thủ nha. Còn cái màu trắng của nó thì còn size XL, màu hồng thì được còn size M, size XL cho các chị mình nha. Chị nào chưa có comment nha. Cho xem áo trắng treo trên sàn hả chị? Dạ áo trắng nào chị? Trắng này hay là trắng này? Trắng có viền hay là trắng không viền vậy chị? Trắng không viền cho em là ASX72 chị nha. Áo này em mới, cái áo này mọi người, áo này các chị mình phối chung dùng cho em với cái yếm á, rất là đẹp luôn nha các chị ha. Chị nào chưa có comment dùng cho em nha. Áo này mà phối với yếm thì bao đẹp luôn á các chị mình ơi. Cho xem áo hồng. Rồi chị Trần Ngọc Ánh ơi, em mới vô lên cho mình xem mình thấy không ạ? Cho mình xem quần xanh. Ok chị Tiêu Ít nha. Rồi mọi người đợi tí xíu, em chuẩn bị là sẽ dơ hết mọi các chị mình cùng xem vô lên cho ngày hôm nay luôn nha các chị mình nha. Nên là các chị mình đợi em tí xíu nha. Em chuẩn bị là dơ hết mọi các chị mình cùng xem luôn. Em ơi chị 50 cơ mặc M vừa phải không? Dạ chị Thúy Nguyễn ơi, vừa. Nhưng cho em hỏi là chị Thúy Nguyễn mình có vòng eo nhiều 68 không chị? Nếu 68 là ổn nha. Còn mà trên 68 là L cho Ngọc nha. Trên 68 là phải mặc L cho em á chị. L mới phù chị nha. Rồi chị nào mình chưa có nhanh tay giùm cho Ngọc nha. Bởi vì có những chị 50kg nhưng eo trên 68 lận mặc L. Hoặc là có những chị 50kg nhưng mà eo dưới hẳn size S luôn các chị mình ơi. Nên là tùy theo từng chị nha các chị mình nha. Rồi chị nào chưa có đầm này comment giùm cho Ngọc nha. Xanh thì em hết size XL. Còn SML trắng là còn size M, size L. Trắng là còn trắng là hết S và hết XL luôn nha các chị mình nha. Rồi, cho em xem áo hồng. Dạ rồi, đợi khoảng xíu nha. Ngọc chuẩn bị vô lại hết tất cả các mẫu để các chị mình cùng xem luôn nha các chị. Và em sẽ khuyên các chị mình nên mua cái nào và nên phối hợp cái nào với cái nào để các chị mình dễ lựa chọn và các chị mình khỏi phải phân vân. Ba sản phẩm em sẽ free ship với các chị mình luôn. Đa số hôm nay là cái nào cũng bán lẻ, không có cái nào mà mình bán chung với nhau hết. À, bán mà kiểu như là không có cho tách lẻ, các chị hai đều bán lẻ hết. Nên là các chị mình dễ mua và mình mua một cái sản phẩm một set thì các chị mình được tính là hai sản phẩm luôn nha mọi người nha. Váy xanh là mã nhiêu? Dạ váy xanh là mã đang mặc các chị DX73. Váy xanh là mã đang mặc luôn các chị DX73. Váy xanh đó em còn S, M, L, còn váy trắng là còn size M và size L thôi nha các chị ha. Rồi mẫu tiếp mình lên váy hay là áo với chị? Rồi em hết rồi các chị ơi. Mẫu này là mẫu cuối cùng cho livestream ngày hôm nay của bên em rồi. Bên em sẽ chuẩn bị off livestream và bây giờ bên em sẽ chuẩn bị vô lại hết tất cả các mẫu ở phía sau. Và hôm nay có một cái mẫu yếm rất là đẹp cho các chị luôn. Đây các chị, một cái mặt yếm cho các chị mình rất là đẹp mà em rất là thích. Cái mẫu này em nói thiệt với các chị luôn, tròn vành rõ chữ, nghĩa là mình em lên thiết kế cái mẫu này y chang là một cái mẫu đầm bình thường. Nó có dây, nó có phần ngoài phần các chị ha, có lót có túi cho mọi người luôn nè. Rồi và cái phần đuôi cá là được thiết kế là cắt sẵn sau đó mới ráp lại với nhau ha các chị. Có nghĩa là cái phần này các chị nó liền mặt với nhau chứ nó không phải là bị cắt ngang rồi mới xong rồi mới ráp cái phần bèo vô, không phải nha. Nên là em rất là thích cái mẫu này, nhưng mà cái giá của mẫu yếm này nó chỉ bằng cái chân váy bình thường thôi, có 95 ngàn đúng không các chị. Và cái mẫu này với cái áo này là một set, nhưng em hết màu đen yếm rồi
Nên là nếu như mà chị nào mà thấy cái yếm màu nâu này nó không có hợp với cái áo caro này thì bây giờ em có một sự lựa chọn khác, là cái chị mình có thể phối với cái áo trắng này, nó kiểu y chang với cái áo caro luôn nhưng mà cái mã nó khác nha. Cái chị phối như thế này em cho em, không đẹp không lấy tiền luôn, em nói thiệt không đẹp không lấy tiền cho các chị mình luôn cái mẫu này nha. Nên là chị nào mà chưa có comment giùm cho em đi, em chốt đơn cho các chị cái set này liền nhanh gọn lẹ luôn. Đây nhìn kỹ em cho em nha các chị, nhìn kỹ em cho em nè, quá xinh luôn, quá xinh luôn á các chị ơi. Thì cái đuôi cá này nó đẹp lắm nha, và các chị biết được là khi mẹ em mặc cái yếm này lên một cái là cái hốc em có liền ha, cái hốc eo hai bên của em là em có liền nha các chị mình luôn á mọi người ơi, nhìn rất là đẹp luôn chứ không cần phải bóp lại gì hết. Nên là chị nào chưa có yếm comment ISX64, em còn có 3 size thôi, mỗi size còn đúng 3 cái là kết thúc luôn các chị ơi ha. Rồi ISX64 95.000 yếm này, có túi cho mọi người luôn, lấp lót luôn nha. Chị nào chưa có comment, nếu được phối với cái áo này là ASX72 còn đủ size, có 85.000 thôi nha. Cái tay phơm tay cũng y chang luôn, và cái chất vải cực kỳ lạ lùng nè các chị thấy nè, đó xinh luôn, không bị mỏng nha mọi người nha. Váy trắng bao nhiêu, váy trắng đang mặc trên người hả chị? DX73 145.000 còn ML nha mọi người nha. Rồi bây giờ em chuẩn bị dơ mã lại và chuẩn bị kết thúc livestream. Rồi ok, đầm đang bận, vậy là bây giờ cả hai màu, cái đầm đang bận cả hai màu trắng và xanh đều còn ML nha mọi người nha. Rồi bây giờ em dơ mã cho các chị mình xem để các chị mình chốt livestream nha. Rồi yếm này là ISX64, giá là một, em nhầm, giá 95.000 định nó 105 rồi. Mở lại của nhà em là ISX64 95.000 còn SML. Ok nha. Rồi tiếp tục. Mẫu này là cùng với cái mã yếm ASX64 còn đủ size 75.000. À ASX64 75.000 hết S còn size M, size L, XL nha. KT Thái. Mẫu này các chị ơi, nhớ nha, mua yếm nhớ kèm màu nha mọi người, tại vì yếm nó hết màu đen rồi, nó còn nâu thôi. Nên là bắt buộc phải kèm màu ở chất đơn. Rồi tiếp đến cho em là cái áo này AO3 hồng hết S. Là bây giờ hồng là còn size M, size L, XL, trắng còn size L, XL, giá 99.000. Chất vải lụa mango, thiết kế cổ thủy thủ nha, rất là xinh luôn. Rồi chị nào chưa có thì mời chị Ngọc. Đầm này hôm nay giá cán mốc rất rẻ nha các chị, 119.000. Đầm này của nhà em, chị nào chưa có comment, mã nhiều bé Huynh này. DX72 119.000 nha. Màu nâu em còn size M, không bé? Dạ. Còn màu vàng còn ML. Dạ. Nâu còn M, vàng còn ML. M là eo dưới 68, L là eo dưới 72 nha. Rồi chị nào chưa có comment, đây là dáng dài nha mọi người nha. Dáng dài cho các chị mình nha, dáng ngắn em hết rồi. Rồi tiếp đến nhìn cho em là cái set này, là nó cùng một set với nhau, có thể mua rồi. 3 sản phẩm em phi ship cho. Áo này còn đúng 4 cái XL, là cân nặng dưới 60, là từ 56 đến 60kg mặc vừa ha các chị. Rồi cái thứ hai dành cho em là vòng ngực dưới 95 là sẽ vừa ha. Em còn đúng 4 cái XL, cuối cùng là em hết luôn. ASX55 75.000. Xinh lắm nha mọi người. Áo màu đen có yếm cái phần đen trắng. Còn chân váy này của nhà em là hết size S. Chân váy này của nhà em là còn cho mọi người size M, size L, XL. Ủa không ta? Cái váy này còn size gì mấy đứa? VX55. Mình nhớ hết M hay S gì? Ủa gì của XL hả? À rồi, cái chân váy này của nhà em là còn size L, XL nha. VX55 nha các chị. Mẫu này còn size L, XL. Rồi chị nào chưa có comment dùm cho em nha. Vừa có hai túi hai bên, vừa có cái phần lấp lót bên trong và cái phần chất liệu vải lụa mango bên ngoài rất là dày dặn nha các chị. Tuy nó bay bay bồng bềnh nhưng mà rất là dày dặn chứ phải mỏng le đâu nha các chị ha. Rồi chị nào chưa có chân váy nó comment cho em 95.000 VX55 nha. Còn cho mọi người size L, XL. Rồi cái set quần với áo này các chị ha. Áo này em khuyên thật lòng nên mua chung với cái yếm nâu phía sau dùm cho em nha. Kết hợp vào rất là dễ thương đó mọi người. Áo này là ASX72, giá chỉ có 85.000. À còn size L, XL. Rồi còn size L, XL cho các chị mình nha. Chất vải lai nền mặc bao mát. Còn cái quần này em nói với các chị một điều là khỏi chê. Mát ơi là mát, không phải là đang ở trong máy lạnh mà em nói gì đâu các chị mình. Cái chất nó nhẹ mà vậy, thoải mái lắm, chất vải lai nền mà các chị biết mà đúng không. Quần là QSX72105 nha. Rồi quần này em còn full size các chị mình luôn. Chị nào chưa có comment, kèm một cái phần dây nịt như thế này nha các chị nha, kèm một cái bộ dây nịt như thế này nè các chị ha.
Rồi chị nào mình chưa có phần bên kia này có một màu thôi, áo một màu, quần một màu nha. Và cuối cùng là cái đầm đang mặc trên người cho các chị mình luôn, màu xanh màu trắng đều còn ML, mã là DX73, 145.000. Rồi mẫu này đợt bán 165, hôm nay giảm 20.000 cho mọi người á. Rồi mẫu này của nhà em màu trắng, còn cho mọi người size ML, ML68, LL72 hai các chị ha. Rồi ok nha, đó là những mẫu em đang cho nên trường ngày hôm nay. Còn những đầm phần tư vấn báo em hai các chị, báo em sẽ hỗ trợ các chị mình liền luôn, cần hỏi gì nói em nè các chị. Nhớ cho em nha, khách cũ phải comment kèm chữ DCC, không thôi vào tin nhắn, không cho địa chỉ các bạn hủy đơn các chị mình đó nha các chị mình, nhớ lưu ý giùm cho em nha. Tại vì á, khách cũ chỉ cần mất 1 giây, 2 giây bên ngoài này cho em chữ DCC sau comment của mình thì các chị mình chỉ cần vào tin nhắn kiểm tra xem ok, shop gửi rồi, không cần phải trả lời, đỡ mất công, đỡ bị quên. Còn chị nào mà khách cũ mà không cho DCC phía sau là khách mới nha, thì tức là phải vào bên trong cho bên em địa chỉ lại, hoặc là cái gì mình có thể ghi là à chị có địa chỉ cũ rồi đó em, thì sẽ hơi mất công xíu nha mọi người. Quần là QSX72 chị Hằng vợ, chị Bảo Hằng ơi. Dạ, quần là QSX72 nha chị Hằng nha. Chị nào chưa có comment cho Ngọc nha. Rồi hồi nãy chị đọc comment bị thiếu nè. Dạ XL, có XL không shop chị hỏi mẫu nào vậy chị Ngọc Ánh Phạm Trần ơi. Chị Trần Ngọc Ánh ơi, dồn đơn phải kèm số điện thoại chị Ánh ơi. Dồn đơn phải kèm số điện thoại nha, mỗi mã em ra đều phải kèm số điện thoại hết thì em mới chốt được nha các chị. Dù là mới hay là cũ gì cũng phải kèm số điện thoại hết thì em mới chốt với các chị mình được nha các chị ha. Là hai cái là chị lấy hai cái đi, 73 nha em, một cái xanh một cái trắng nha. Chị Thảo Vi Lê đúng không? Chốt chưa ta? Đúng rồi, Thảo Vi viết liền chữ Nguyễn. À, em xin lỗi, Thảo Vi Nguyễn. Hai cái, một cái xanh L, một cái trắng M. Ở đây em thấy phần anh của chị là một cái xanh L, một cái trắng M và thêm một cái trắng M. Rồi ok, nhưng mà chị xác nhận lại là chị lấy hai cái. Hai cái một xanh một trắng luôn chị. Đúng rồi. Rồi ok chị nha. Rồi, nay là có để ý 92 không? Dạ không, chị Tiệp Nguyễn nha. Rồi, chị nào mình chưa có nữa, cho xem lại mẫu được không Ngọc. Chị mẫu nào chị Maria Thiếu Phụng ơi, yếm mã gì? ISX64. Yếm nó đẹp lắm, trời ơi, nếu mà chị nào đi hỏi em kết thúc livestream mà có chị xem lại là các chị mua không được nha. Em nói thiệt, yếm đó mặc vô một cái thấy hốc eo liền các chị ha. Thấy cái phần eo của các chị mình liền đẹp lắm. Tại yếm đó là của nhà em là mai liền mà, chứ đâu có bị, chứ đâu có phải là bạn, chứ đâu có phải là cắt ngang thế này đâu các chị ha. Nên mình yên tâm cho em luôn. Tụi em cắt vải bên ngoài rồi ráp lại một lần. À rồi. Trời gì vậy? Gì vậy? Rồi các chị mình ơi, đầm đang mặc trên người gần hết rồi các chị mình ha. Dạ đầm đang mặc trên người là màu xanh ở phía sau và màu trắng đang mặc trên người. Mẫu đầm đang mặc DX73 gần hết rồi các chị, 145.000. Mẫu em mặc mã gì? DX73 các chị ơi, sắp hết rồi nha. Chị nghe là bạn Kim Anh Hương ơi. Rồi, mẫu em đang mặc là DX73 cho mọi người xem form. Đây xinh lắm, xinh xỉu luôn các chị ơi. Đó, sắp hết rồi, còn mỗi size hai cái, 2M 2L, còn màu xanh là còn 1M 1L là em hết luôn nha các chị nha. Chị nào mình đặt mẫu này comment nha các chị nha, tại vì ca này em gần hết là ca sau đang không có lên nha các chị mình ở đâu nha mọi người. Chị bé Nguyễn ơi, kèm size màu nâu với kèm size yếm với chị nâu và SML á chị ơi. ISX64 yếm là còn cho các chị mình SML, nhớ kèm size mới chốt đơn được chứ. Không kèm size xem chốt đơn được nè. Mẫu em mặc là DX73 mọi người, em còn ghi mã phía dưới mà. Em còn ghi mã phía dưới các chị, trừ khi nào mà em qua mà đó rồi mới bỏ ghim thôi. Đó các chị nha, em ghim dai lắm mọi người, ghim lâu lắm. Ai mà làm em giận là em ghim dai lắm các chị. Rồi, yếm nâu hết mờ. Rồi, yếm nâu hết mờ. Bé Nguyễn được chốt rồi nha. Đau các chị ơi, hồi nãy đầu like chơi mini game á các chị. Vui lắm luôn, các chị mình nhớ mất đầu like nha, 11 giờ. 11 giờ trưa các chị nghe là buổi sáng, là buổi trưa của em. Còn tối là 19 giờ, nhưng lâu lâu cũng sẽ có những khung giờ 18 giờ cho các chị mình nữa nha. Nhưng mà là do Quỳnh Anh phụ trách nha các chị nha. Dạ, ý mã là ISX64. À 73 còn không? Dạ, 95.000 thôi. À 73 37 hết rồi. À kháo trắng đúng không? Ờ à, kháo trắng ren em hết rồi chị. 37 hết rồi chị. Cho xem lại màu nâu. À màu nâu là yếm đúng không chị ơi, hay là màu nâu là đậm? Trời tới hai cái nâu luôn á chị ơi, khó đoán quá. Thôi cái dìm hỏi cho chị xem lại áo trắng là không biết áo trắng nào luôn, cũng có hai cái áo trắng luôn. Áo trắng viền hay là áo trắng không cổ?
Chị Trần Ngọc Ánh là mình lấy hai cái MAO3 xem M ok chị. Chị xong đi, em chưa thấy chị có đơn của YSX64 ạ. Không biết chị đặt màu đen hay màu nâu, nếu màu trời đen. Trời cái yếm nó đẹp. Cái yếm nó đẹp lắm cái chứ, yếm này đẹp lắm. Chị Nguyễn Huỳnh cho em xin thêm màu của yếm không ạ? Yếm. Xin mà có yếm đúng rồi. Trời cho cái đó bụng như lắm rồi đó các chị ơi. Liêu liêu. Dạ, yếm là tại vì lúc đầu em có màu đen và màu nâu á. Đúng chị, rồi. Giờ mấy chị không thêm màu thì em không chốt được á. Có chị không thêm màu là không chốt được, em nói thiệt 100% luôn. 100%, 100% cái chị không thêm màu là không có đơn gì. Ca lai tối có lên áo không? Dạ có chứ chị, ca lai tối có lên áo nha. Nói chung là không lên 1, cũng lên 2, cũng lên 3, cũng lên 4 sẽ có áo cho mình nha chị ơi. Dạ, 74 chị Võ Hằng mặc cho em là size XL quần nha chị. XL đó chị, quần đó XL. Mong cho em 105, 101 cũng được luôn. Dạ, quần còn là size ạ. Tại vì em mặc size S94 em mặc được. Quần mã là QSX72 ạ. Quần là QSX72 105. Giá tiền là 105 luôn mọi người. Áo hồng là đúng rồi chị. À, áo hồng là AO3 các chị nha. Áo hồng là AO3 các chị yêu của nhà em nha. Rồi còn chị nào mình hỏi nữa không nè, để chuẩn bị em apply dream. Rồi ok các chị mình nha. Vậy bây giờ Ngọc xin phép là sẽ up livestream tại đây ha. Và hẹn gặp các chị vào khung giờ sau của bên em là 19 giờ tối ngày hôm nay. Dạ quần còn size gì đủ size á chị? Quần là QSX72 còn đủ size dùm cho em nha. Rồi trong livestream ngày hôm nay chị nào mình chưa có mẫu nào, các chị mình có thể đặt, các chị mình comment lẹ nha. Đầm nâu và vàng là cho mình xem lại với Ngọc ok chị. Rồi đầm nâu với vàng là mã DX72 không bé. Màu nâu còn size M, màu vàng còn ML. Dạ 119 ngàn. Có túi nha, đây là phông dài đó mọi người chứ phông ngắn đâu. Cái này nó có hai kiểu luôn, một dài một ngắn, mà phông ngắn em lấy hết trơn rồi. Còn mấy cái dài em xem luôn cho nó hết nha. Rồi, bye bye mọi người nha. Và cảm ơn các chị mình rất là nhiều độ ủng hộ bên em nha. Nhớ nha, 11 giờ mỗi ngày mà các chị mình rảnh cung giờ đó cứ vào. Tại vì 11 giờ lúc nào em cũng có tặng đồ mới cho các chị mình đầu like á. Tặng cho 10 chị ha. Vui vui em tặng 20 chị luôn ha các chị ha. Rồi, bye bye các chị mình. Và hẹn các chị mình gặp lại vào khung giờ sau nha các chị nha. Và chào tạm biệt các chị mình nha. Hôm nay là cuối tháng rồi, bye bye các chị mình. Rồi, chào gặp các chị vào đầu tháng nha các chị nha, bye bye.